Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 161. Ta không tin, hai lần rồi mà ngươi còn không nhớ lâu. Dứt lời, chân phải của hắn nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm. Trong rừng rậm phía xa chấn động mạnh, thoáng cái, hắn vung tay phải lên và cùng Bạch Chỉ Tiên lùi lại trăm trượng. Cách đó không xa. Ầm. Trong rừng rậm đột nhiên lao ra một bóng đen kia trực tiếp lao về phía vị trí của Dương Diệp, nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Chính là Thương Hành Lang, thấy Dương Diệp, nó lập tức trở nên dữ tợn, trong con ngươi đầy vẻ hung ác. Nó không ngừng gầm thét với Dương Diệp giống như nhìn thấy kẻ thù giết mẹ vậy. Phía xa, Dương Diệp hơi nghiêng người, tay phải nắm thật chặt đao. Nhưng Thương Hành Lang ngoại trừ rít gào chính là rít gào, căn bản không có tấn công. Cách đó không xa, đồ tể nhíu mày. Thương Hành Lang giở trò quỷ gì vậy? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo đao lao về phía Thương Hành Lang, chỉ có điều ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng đồ tể, Thương Hành Lang không lựa chọn chiến đấu mà xoay người biến mất ở trong mảnh rừng rậm này. Bạch Chỉ Tiên cùng đồ tể sửng sốt. Chạy trốn à? Yết hầu của đồ tể lăn lộn. Chạy trốn à? Trò quỷ gì vậy? Bạch Chỉ Tiên. Qua một hồi lâu, đồ tể mới xác định được Thương Hành Lang thật sự bỏ trốn. Chạy thoát. Một đại yêu nắm giữ huyết mạch thái cổ cự yêu lại chạy trốn như vậy. Nó thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh đã bỏ chạy. Đồ tể nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không cần phải nói, Thương Hành Lang sợ chiêu cắt trứng của tiểu tử này. Đồ tể giơ ngón tay cái với Dương Diệp. Ngươi lợi hại, ngươi có gan. Dương Diệp không trả lời. Đồ tể không trở về thôn, mà đi sâu vào bên trong. Dẫn hắn tới, lão tử phải đổi đối thủ cho hắn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Bảo vệ tốt chính mình đi. Nói xong, nàng kéo tay của Dương Diệp đi theo đồ tể này. Cứ như vậy, đồ tể dẫn theo Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đi sâu vào trong núi. Phía sau núi rất lớn, rất nguy hiểm. Đây là cảm giác của Bạch Chỉ Tiên. Sau khi đi qua rừng rậm này, ở trước mặt nàng là một dãy núi vô biên vô hạn, trên đường, nàng cảm nhận được vài khí tức cường đại, ít nhất cũng là giới chân cảnh. Trong lòng Bạch Chỉ Tiên rất chấn động. Nàng không ngờ được ở trong Vĩnh Hằng bí cảnh này còn có nhiều tồn tại như cường giả siêu cấp vậy. Người Vĩnh Hằng giới lại hoàn toàn không biết gì về nơi này. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay của Bạch Chỉ Tiên lại, nàng quay đầu lại nhìn hắn nhưng hắn không nói gì, chỉ có điều một ý cảnh mạnh mẽ lại xuất hiện ở xung quanh nàng. Bảo vệ! Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đột nhiên thò tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Tình sẽ hại chết ngươi. Sai rồi nha đầu. Đúng lúc này, đồ tể đi ở phía trước đột nhiên nói. Người coi trọng tình nghĩa tuy có thêm một chút ràng buộc, nhưng những ràng buộc này chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Giống như tiểu tử này, nếu như hắn là một người vô tình không có giới hạn, ta có thể nói lão thần côn thậm chí cả ta cũng sẽ giết hắn. Nói ra, có lẽ ngươi không biết, ngay từ lúc đầu hắn vào thôn, nếu như không phải có Vương Nhị Nha đi cùng, có lẽ còn chưa đến cửa thôn thì đã chết rồi. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Đồ tể cười nói. Người trong thôn chúng ta, tuy không phải là người hiền lành gì, nhưng mọi người cũng không thích kẻ thích giết chóc. Mà tiểu tử này vừa vào, trên thân không chỉ có sát ý, còn có ý điên, ở trong mắt của chúng ta, tiểu tử này cũng không phải là người lương thiện. Theo tình huống bình thường, người nắm giữ sát ý đều là người thích giết chóc, cũng chính là loại người cố ý giết người để nâng cao sát ý. Người như thế có thể tăng cao sát ý của mình trên diện rộng, nhưng loại thủ đoạn này quá thương thiên hại lý. Nói đến đây, hắn mỉm cười, lại nói. Mà tiểu tử này còn có ý điên, đây cũng không phải là giết người đơn giản. Ngay từ lúc đầu ta cũng cảm thấy hắn giết người giết tới phát điên. Bạch Chỉ Tiên. Đồ tể lại nói. Thế giới này có rất nhiều bất công, người phải phản kháng, phải giết. Tiểu tử này, hiển nhiên là một người không chịu thỏa hiệp, cũng không chịu thua, với tính cách này, cả đời hắn tất nhiên sẽ không thể bình thản được. Nói xong, hắn lắc đầu. Nói tóm lại, hắn chưa tính là người tốt, nhưng cũng không tính là người xấu. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Người tốt, người xấu. Khi nàng muốn cướp ba món thần vật của Dương Diệp, khi đó Dương Diệp lại là người xấu đối với nàng. Bây giờ, khi nàng ở cùng với Dương Diệp, nàng cảm thấy Dương Diệp là người tốt.
Định nghĩa giữa người tốt cùng người xấu, bình thường là theo đánh giá của người được lợi ích tới quyết định. Người này có thể giúp hắn, vậy người này chính là người tốt với hắn. Nếu như đối phương làm hại hắn, cho dù đối phương làm rất nhiều chuyện tốt, cũng là người xấu. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả dãy núi đột nhiên chấn động mạnh. Đồ tể biến sắc và ngẩng đầu nhìn về phía xa, con người của hắn lập tức co lại. Gương mặt Bạch Chỉ Tiên lại trắng bệch. Ở trong dãy núi phía xa này có một người khổng lồ đang chậm rãi đến, người khổng lồ cao gần nghìn trượng, còn cao hơn cả dãy núi, chân hắn đặt xuống, một ngọn núi lập tức biến thành đất bằng. Mà người khổng lồ này đang đi về phía bọn họ, về phía Sơn Trang. Mỗi một bước của người khổng lồ đều làm cho dãy núi lắc lư, mặt đất chấn động. Đây là gì vậy? Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Đồ tể trầm giọng nói. Người khổng lồ thái cổ, chúng ta đi thôi. Đồ tể vừa dứt lời đã thoáng biến sắc, xoay người lấy tay làm đao cắt ngang một cái. Suy! Một ánh đao chợt lóe lên, ầm! Một tàn ảnh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tàn ảnh này chính là Thương Hành Lang. Thương Hành Lang vẫn đi luôn theo bọn họ, đồ tể thật ra biết chuyện này nhưng hắn không ra tay, bởi vì hắn cảm thấy mục tiêu của con Thương Hành Lang nhất định là Dương Diệp, nếu như đối phương đánh lén Dương Diệp, vừa vặn rèn luyện ý thức nguy cơ của Dương Diệp. Bởi vậy, hắn không ra tay. Nhưng hắn không ngờ được lại gặp phải một đại yêu thái cổ. Mà con Thương Hành Lang lại tấn công vào lúc này. Đồ tể xoay người nhìn lại, lúc này, đại yêu thái cổ đã nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồ tể lập tức biến sắc. Trong phút chốc, đại yêu thái cổ đột nhiên cách không đánh một quyền về phía ba người. Ánh mắt đồ tể dần dần lạnh đi, hắn vẫy tay phải một cái. Con dao giết heo bên thắt lưng Dương Diệp trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay hắn, trong phút chốc, một ánh đao phóng lên trời cao, thoáng cái, một đường đao khí dài đến gần vạn trượng từ trong đám mây trực tiếp lao xuống. Nhất đao cách thế. Một đao này trên nối trời, dưới dính đất, kéo dài qua trong cả thiên địa. Trước đây Dương Diệp cũng thi triển qua một chiêu này, nhưng bất kể là ở trên phương diện tốc độ hay uy lực, thậm chí là mức độ ngưng luyện đao khí đều kém hơn nhiều. Một đao này dường như có thể tách rời trời đất, thái cổ cự yêu cảm giác được nguy hiểm nên đột nhiên thu tay về, sau đó hai tay hợp lại và hướng lên trên. Đao khí hạ xuống. Ầm. Đại yêu thái cổ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng, nhưng đường đao khí của đồ tể là bị hai tay của đại yêu thái cổ giữ chặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt đồ tể khẽ híp một cái, bên trong tròng mắt, có thêm chút nghiêm trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Các ngươi trở về đi, ta dụ nó đi. Nhớ kỹ, đừng dùng huyền khí để bay, những đại yêu ẩn nấp xung quanh có thể cảm nhận được đấy. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó kéo Dương Diệp xoay người muốn đi. Nàng biết rất rõ ràng, nàng cùng Dương Diệp ở chỗ này căn bản không giúp được gì cho đồ tể. Nhưng Dương Diệp lại không đi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồ tể ngây người, sau đó cười nói. Tiểu tử, ngươi được lắm, nhưng ta không cần ngươi giúp, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt hắn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng đồ tể, Dương Diệp cướp dao giết heo trong tay đồ tể và sau đó hắn xoay người kéo Bạch Chỉ Tiên rời đi. Đồ tể ngây người, sau đó chửi ầm lên. Có phải kiếp trước ngươi là thổ phỉ sinh ra hay không hả? Lão tử còn chưa truyền con dao kia cho ngươi, ngươi. Lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Đồ tể đột nhiên xoay người, chắp hai tay lại trước ngực. Trong phút chốc, ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn thật dài, thanh đao lớn này mới là vũ khí của hắn. Đồ tể cầm đao lớn trong tay chém về phía xa. Suy! Không gian trước mặt đồ tể trực tiếp nứt ra. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp nhanh chóng chạy về phía thôn trang nhỏ. Dọc đường đi, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên rất nghiêm trọng, bởi vì nàng cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp kéo nàng đến phía sau, cách đó không xa, một tàn ảnh lao nhanh như tia chớp về phía hai người. Chính là Thương Hành Lang. Ầm, một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Ý điên này liên tục không ngừng tràn vào trong con dao giết heo trong tay hắn, thoáng cái, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người lao lên, sau đó hai tay nắm dao giết heo chợt chém mạnh về phía trước. Đao hạ xuống. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà con Thương Hành Lang cũng lùi về phía sau gần trăm trượng,
nhưng chẳng bao lâu, nó lại lao về phía Dương Diệp. Suy! Ở đó chỉ thấy tàn ảnh không thấy sói. Thương hành lang có tốc độ quá nhanh. Mà vào lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu của thương hành lang, thoáng cái, hai tay hắn nắm đao chém về phía trước một trận. Đao pháp điên! Một hơi thở chém ra 100 đao. Lần này, điểm đao của Dương Diệp rơi xuống không phải là đầu của con thương hành lang mà là mắt của nó. Thương hành lang có da quá dày, chém nơi khác, hắn căn bản không làm được gì. Hắn cũng chỉ có thể chém được vào mắt cùng hạ thân. Con thương hành lang rõ ràng cũng cảm giác được ý định của Dương Diệp, lập tức nhắm hai mắt lại, lúc này, đao trực tiếp chém vào trên mắt nó. Suy suy suy, từng tia lửa chói lòa chớp hiện từ hai mắt của con thương hành lang. Nhưng đao của Dương Diệp vẫn không cắt rách được mí mắt của nó. Cùng lúc đó, một móng vuốt của thương hành lang trực tiếp vỗ vào trước ngực của Dương Diệp. Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Bạch Chỉ Thiên đột nhiên biến mất, trong phút chốc một bàn tay lớn mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của con thương hành lang, trong phút chốc, bàn tay kia đột nhiên hạ xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, con thương hành lang trực tiếp bị bàn tay lớn này đánh trúng. Con thương hành lang lập tức bị chấn động đến cách đó mấy chục trượng, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó. Thoáng cái, một ánh đao trực tiếp hạ xuống. Trên mặt đất, con thương hành lang ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt thoáng hiện khí thế tàn ác, hai móng vuốt của nó chờ đập xuống mặt đất. Thương hành lang trực tiếp hóa thành một tàn ảnh húc về phía Dương Diệp, nó tuyệt đối không lựa chọn né tránh Dương Diệp đao, mà lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì nó biết rất rõ ràng, tiếp tục như thế thì nó nhất định sẽ thắng. Cơ thể của Dương Diệp không bằng nó, lực lượng cũng không bằng nó, tốc độ lại càng không giống nó, cứng đấu với cứng, Dương Diệp tuyệt đối không kiên trì được. Bao lâu? Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không thể bị Dương Diệp cắt trứng. Bây giờ thương hành lang đặc biệt đề phòng, nó căn bản không để cho Dương Diệp có cơ hội tới gần phía sau nó, trong không trung, một người một sói lại va chạm vào nhau. Một sóng khí mạnh mẽ đột nhiên chấn động ra, nó đi qua nơi nào thì trực tiếp ép tất cả mọi thứ xung quanh thành hư vô. Lực lượng mạnh mẽ còn làm cho một người một sói phải liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp vừa dừng lại đã chợt dẫm mạnh chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường ánh đao phóng lên cao. Trong chớp mắt yên lặng, trong đám mây có cơ một đao khí dài gần vạn trượng đột nhiên trực tiếp hạ xuống. Nhất đao cách thế. Bên dưới, con thương hành lang đột nhiên hét một tiếng giận dữ, sau đó tung người nhảy về phía đao khí của Dương Diệp. Không trung. Đao khí hạ xuống, một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên vang vọng trong trời đất này, thoáng cái. Không trung truyền đến một tiếng kêu rên, ngay sau đó, thương hành lang trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, cuối cùng đập vào trong một dãy núi. Dương Diệp rơi xuống đất, trong miệng hắn liền phun ra mấy ngụm máu, ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt với tia máu đang không ngừng tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh, nàng lại vội vàng kéo Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng lại muốn đi về phía xa, nhưng... Dương Diệp vẫn đứng yên tại chỗ, Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp kéo nàng xoay người chạy như bay về một hướng khác. Sau lưng hai người, mấy tiếng chạy nhanh đột nhiên vang lên, rất nhanh, phía sau hai người truyền đến một tiếng kêu rên. Đó là tiếng của thương hành lang. Trước đó Dương Diệp cùng thương hành lang tranh đấu đã khiến đại yêu xung quanh bị kinh động, bởi vậy, một vài đại yêu nghe tiếng đã lao đến. Qua vài hơi thở, một bóng đen đột nhiên từ trong rừng rậm vọt ra, sau đó biến mất ở phía xa. Đó chính là con thương hành lang. Mà sau lưng nó là mấy quái vật khổng lồ đang đuổi theo. Tuy nhiên, rõ ràng tốc độ của mấy quái vật khổng lồ này không bằng thương hành lang, chỉ trong giây lát, thương hành lang liền bỏ lại mấy quái vật khổng lồ này ở sau lưng. Mà giờ phút này, Dương Diệp cũng dẫn theo Bạch Chỉ Tiên bước vào trong dãy núi lớn mênh mông. Dương Diệp không nhìn phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy chỗ nào không có nguy hiểm thì trốn tới nơi đó. Bởi vậy, chỉ trong giây lát hắn cùng Bạch Chỉ Tiên đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Dương Diệp ngược lại không sao, nhưng vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lại dần dần nghiêm trọng. Nguy hiểm. Phía sau núi căn bản không phải là nơi nàng cùng Dương Diệp có thể tới, lấy thực lực của nàng cùng Dương Diệp vẫn không có cách nào sinh tồn ở trong dãy núi mênh mông này.
phải trở lại thôn. Nhưng bây giờ phải làm thế nào mới trở lại được? Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi về phía xa, đi một hồi, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó kéo Bạch Chỉ Tiên đi về một hướng khác. Bạch Chỉ Tiên biết là Dương Diệp cảm nhận được đại yêu mạnh mẽ. Tuy bây giờ thần trí của Dương Diệp không bình thường, nhưng cái khác lại không ngốc. Nếu như hắn cảm giác đánh không nổi, hắn sẽ không đi đánh. Ví dụ như ở trong thôn, hắn sẽ tìm lão già Lôi Thôi đánh nhau, nhưng hắn tuyệt sẽ không đi tìm thái thẩm sư phụ nàng đánh nhau, cũng sẽ không đi tìm lão thần côn. Mà giờ phút này, nơi hắn không đi tuyệt đối là có đại yêu vượt xa thực lực của hắn tồn tại. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn thi triển ra kiếm vực bao phủ nàng, ở dưới kiếm vực bao phủ, khí tức của hai người hoàn toàn không lộ ra ngoài. Bây giờ hắn kiếm vực đã không phải như trước đây, kiếm vực che giấu, có thể đề phòng những đại yêu mạnh phát hiện bọn họ. Bọn họ chỉ cần không thi triển huyền khí, hoặc làm ra động tĩnh gì lớn, dưới tình hình chung vẫn tương đối an toàn. Hai người cứ dắt tay đi tới như vậy. Lúc này Bạch Chỉ Tiên chỉ có thể mặc cho Dương Diệp kéo nàng đi, bởi vì nàng cũng không cách nào tốt hơn. Nàng chỉ hy vọng đồ tể bình yên trở lại, sau đó dẫn theo thái thẩm tới tìm hai người. Đương nhiên, đối phương sẽ tới hay không, nàng cũng không dám chắc chắn. Cứ đi tới, không biết qua bao lâu thì Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở cách hai người không xa là một vị thi thể rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, hiển nhiên là một đại yêu thái cổ. Thi thể này không có đầu, chỗ cổ trơn nhẵn như gương, dường như bị vũ khí sắc bén gì đó cắt đi. Mà trên thi thể này đã có cỏ dại mọc đầy, một nửa phía dưới bị mặt đất chôn, rõ ràng đã chết từ rất lâu. Dương Diệp đột nhiên kéo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc, trong mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần xuất hiện vẻ kinh hãi. Thi thể. Rất nhiều thi thể. Có đại yêu, cũng có con người, còn có một vài sinh vật với hình dạng kỳ lạ. Ngoài ra, trên mặt đất còn có rất nhiều vật vĩnh hằng. Cái gọi là vật vĩnh hằng cũng chính là thánh khí cùng cấp bậc với búa khai thiên hồng hoang. Sở dĩ thánh khí được gọi là vật vĩnh hằng vì phần lớn thánh khí của vĩnh hằng giới đều từ vĩnh hằng giới mang ra ngoài. Thánh khí tuy không bằng mấy cái thần khí của Dương Diệp, nhưng cũng đặc biệt hiếm có. Trong thiên địa căn bản không có mấy cái thần khí, cho nên thánh khí chính là lựa chọn tốt nhất của cường giả cấp bậc đạo chân đến trên giới chân. Mà bây giờ, ở đây lại có rất nhiều thánh khí. Liếc mắt nhìn qua phải có ít nhất vài mười món. Bạch Chỉ Tiên hoàn toàn ngây người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhặt một món thánh khí bên chân lên, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp thu hết tất cả vật vĩnh hằng ở đó. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có chút kỳ lạ. Bây giờ, đừng nói là lão già Lôi Thôi, chính nàng cũng hoài nghi có phải Dương Diệp đang giả vờ điên hay không. Một người điên còn có thể đi lấy bảo vật à? Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào Dương Diệp mờ mịt nhìn nàng. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên ôm lấy thắt lưng nàng, mặt Bạch Chỉ Tiên đột nhiên đỏ lên, nàng trừng mắt với Dương Diệp đầy vẻ hung dữ, sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ở đây, nàng luôn có một cảm giác xấu. Dương Diệp kéo tay Bạch Chỉ Tiên và tiếp tục đi về phía trước, đi một lúc, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên càng thêm nghiêm trọng, bây giờ thi thể ít hơn. Nhưng ở xung quanh bọn họ có một vài thứ kỳ lạ, ví dụ như một con vết chân cực lớn dài rộng gần nghìn trượng, nói là vết chân còn không bằng nói là một vực sâu, L còn có không gian trong phạm vi trăm trượng đều là một mảnh hư vô, thật sự hư vô mà không phải là nơi tĩnh mịch. Nơi tĩnh mịch còn có dấu vết, nhưng không gian nơi đó là hư vô. Thế giới này là tồn tại, không gian cũng là tồn tại, nhưng không gian này lại không tồn tại. Bạch Chỉ Tiên cũng không có cách nào giải thích được đây là gì. Ngoài RK còn có một bức tượng đá yêu thú không biết đã đổ xuống đất, thiếu một chân. Bạch Chỉ Tiên hơi tò mò nên muốn đi qua xem, nhưng nàng cùng Dương Diệp cách nó gần trăm trượng thì không thể đi tới gần hơn nữa. Không có cách nào tới gần. Ở trước mặt hai người dường như xuất hiện một rào chắn vô hình ngăn cản. Nhưng hai người đều không phát hiện ra đây rốt cuộc là lực lượng gì. Nhỏ bé. Giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vũ trụ lớn tới mức nào? Vô cùng vô tận, loài người càng thăm dò vũ trụ này, thật ra lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Hai người tiếp tục đi về phía trước khoảng một khắc, ở ngay phía trước xuất hiện một nam tử trung niên đang quỳ một chân trên mặt đất,
mà ở trước mặt hắn là cánh tay của một đại yêu. Nam tử trung niên quỳ một chân trên mặt đất, hai mắt khép hờ, trên thân hoàn toàn không có hơi thở. Rõ ràng là đã chết rất lâu. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đi tới trước nam tử trung tuổi kia, thấy ở bụng hắn xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, mà bên trong trống rỗng, mà trong cánh tay của đại yêu trên mặt đất đang nắm một đống thứ. Ngũ tạng. Chính là ngũ tạng của nam tử trung tuổi kia. Bạch Chỉ Tiên phát hiện trái tim kia lại vẫn đang đập. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên biến sắc và vội vàng kéo Dương Diệp lùi lại. Đây là nơi nào? Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay Bạch Chỉ Tiên đi về phía trái. Bọn họ đi rất lâu thì Dương Diệp mới ngừng lại, cách đó không xa là thi thể của một đại yêu thân người đầu hổ, lưng mọc hai cánh và có bảy cái chân. Lúc này, đại yêu đang nằm yên trên mặt đất, không còn hơi thở. Mà ở chỗ đỉnh đầu và tim nó đều có cắm một thanh đao. Hai thanh đao lại không giống nhau. Thanh đao ở đỉnh đầu của đại yêu đỏ như hồ máu, sống dao rộng và rất dày, gấp mấy lần đao thường, nhưng lưỡi đao lại cực mỏng giống như cánh ve, mà ở hai bên sống dao có khắc hai chữ tàn, lục. Ngoài ra, ở chỗ chuôi đao thỉnh thoảng lại có từng giọt máu chảy vòng quanh chuôi đao xuống tới lưỡi đao, khi chảy xuống tới mũi đao, nó lại vòng trở lại chuôi đao, cứ tuần hoàn như vậy. Mài đao. Bạch Chỉ Tiên nghĩ đến hai chữ này, giọt máu này cho nàng cảm giác chính là đang mài đao. Bởi vì mỗi lần giọt máu chừa tới lưỡi đao đều sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Thanh đao ở bụng đại yêu khác hẳn với thanh đao cắm trên đầu. Phần bụng thanh đao kia có hình dạng nhỏ hơn thanh đao thường, nhưng lại dài tới hơn 4 thước, không những vậy còn rất mỏng, cả thanh đao mỏng như mảnh đao. Ngoài ra, thanh đao này cũng đặc biệt kỳ lạ, bởi vì nó lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn thì hoàn toàn không thể nhận ra, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó. Lúc hiện lại có một hơi lạnh phả vào mặt, dường như lúc nào cũng có thể lấy đầu người khác. Hai thanh đao. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía hai thanh đao. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày và muốn ngăn cản Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu, nàng lập tức ngừng lại. Cẩn thận! Hai thanh đao này vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, nếu như rơi vào trong tay Dương Diệp là tuyệt đối là một lợi ích đối với hắn. Tuy nhiên, Bạch Chỉ Tiên vẫn còn có chút lo lắng. Lập tức vội vàng đi theo. Cứ như vậy, hai người chậm rãi đi tới trước mặt đại yêu. Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên tung người nhảy lên tới đầu của đại yêu này, sau đó hai tay trực tiếp cầm chuôi của thanh đao kia. Nhưng chẳng bao lâu, hắn nhíu mày. Rút không được. Dương Diệp cố rút thanh đao kia, nhưng bất kể hắn dùng sức như thế nào vẫn không rút được. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên lấy ra dao giết heo, sau đó bổ vào thanh đao kia. Bạch Chỉ Tiên thầm khiếp sợ và muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Dao giết heo trong tay Dương Diệp đã bổ vào trên thanh huyết đao này. Keng! Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên, dao giết heo trong tay Dương Diệp trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ. Bạch Chỉ Tiên ngây ra một hồi lâu, sau đó nói. Sao có thể như vậy được? Dao giết heo trong tay Dương Diệp cũng không phải là vật tầm thường. Phải biết rằng trước đó Dương Diệp cầm con dao giết heo này bổ thương hành lang, dao cũng không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ, nó lại vỡ thành mảnh nhỏ như thế. Một đống mảnh vỡ. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp cũng ngây người, tay hắn dừng ở giữa không trung một hồi lâu mới thả xuống, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên đảo mắt. Ta có thể làm sao chứ? Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Dương Diệp quay đầu lại. Ở trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm màu đen, thanh kiếm này là do oán linh tập trung thành. Bạch Chỉ Tiên biến sắc và vội vàng ngăn cản Dương Diệp, trừng mắt nói. Con người ngươi có thể đừng bá đạo như vậy hiểu có được không? Ngươi! Đúng lúc này, thanh kiếm màu đen trong tay Dương Diệp đột nhiên trào vào trong thanh huyết đao này. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Những oán linh kia đều trào vào trong thanh huyết đao này, dần dần, thanh huyết đao này bắt đầu chấn động, qua vài hơi thở. Nó đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng máu phóng lên tê ca ơi cao rồi rơi xuống, sau đó rơi vào trước mặt Dương Diệp, ở chỗ chuôi đao là một vòng xoáy màu đen, tất cả đều là oán linh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Sao có thể như vậy được? Thanh đao này không có linh à? Hay là linh của thanh đao này đã không còn, sau đó những oán linh tiến vào trong đao và trở thành linh của đao? Dương Diệp cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tay phải hắn trực tiếp cầm thanh đao kia,
nhưng trong phút chốc, cánh tay hắn trực tiếp hạ xuống, đao rơi vào trên đỉnh đầu của đại yêu này. Quá nặng! Tay trái của Dương Diệp lại cầm chặt chuôi đao, cùng lúc đó, những oán linh kia đột nhiên bám vào trên hai tay của hắn, thanh đao kia mới bị hắn chậm rãi nhấc lên. Chân Dương Diệp hơi khuỵu xuống, hai cánh tay nổi gân xanh, trên mặt cũng ửng đỏ. Rất tốn sức. Tuy nhấc được thanh đao lên, nhưng rất tốn sức. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên vô cùng khiếp sợ, lực lượng thân thể của Dương Diệp là đạo chân cảnh, hai cánh tay của hắn còn là đạo chân cảnh đỉnh phong, có thể nói lực lượng của hai cánh tay hắn tuyệt đối không thể yếu hơn so với một ít cơ thể hư chân cảnh. Hơn nữa, bây giờ hắn lại có những oán linh kia giúp đỡ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc được đao này lên. Miễn cưỡng nhấc được đao lên cũng có nghĩa là bây giờ hắn căn bản không sử dụng được. Qua rất lâu, Dương Diệp buông đao ra, lúc này, thanh đao kia trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu tiến vào trong lòng bàn tay hắn. Ở bên trong lòng bàn tay hắn, xuất hiện một dấu ấn nhỏ màu đỏ đen. Ấn ký hình đao. Dương Diệp xoay người đi tới chỗ bụng của đại yêu này, Bạch Chỉ Tiên đi theo bên cạnh hắn. Cứ như vậy, hai người tới trước thanh đao thứ hai. So sánh với thanh đao vừa rồi, Bạch Chỉ Tiên càng thích thanh đao này hơn. Thanh đao vừa rồi quá tanh mùi máu, sát khí quá nặng. Tuy cây đao này tuy tản ra lạnh lùng hơi lạnh, nhưng không có sát khí, hơn nữa, thanh đao này mỏng như cánh ve, rất nhẹ. Đáng tiếc là nàng cũng không sử dụng đao. Dương Diệp giơ tay cầm chuôi của thanh đao kia, sau đó nhẹ nhàng rút ra. Suy! Thanh đao kia trực tiếp bị Dương Diệp rút lên, nhưng trong phút chốc, thanh đao kia lại bắt đầu chấn động mãnh liệt như muốn thoát khỏi tay của hắn. Lúc này, Dương Diệp nhíu mày, vận chuyển huyền cổ khí trong cơ thể, rất nhanh, huyền cổ khí theo hai cánh tay hắn trào vào trong thanh đao kia, trong chớp mắt này, thanh đao kia tự nhiên dần dần bình tĩnh lại. Chuyện này, Bạch Chỉ Tiên cảm thấy không hiểu, vừa rồi, thanh đao này muốn thoát khỏi tay của Dương Diệp, nhưng bây giờ tự nhiên đã bình tĩnh lại. Lẽ nào thanh đao này có quan hệ cùng cổ đao phái sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp cầm thanh đao và nhẹ nhàng vung lên. Suy, một dải ánh đao chấn động ra, ánh đao qua đều khiến không gian trực tiếp nhộn nhạo giống như sóng nước. Ở ngoài mấy trăm trượng, ánh đao tiến vào mặt đất không hề phát ra tiếng động nào. Ở trên mặt đất này có một vết đao cực mỏng, nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được vết đao này, hoặc nói mỏng đến mức không khác gì mặt đất ban đầu. Đao tốt. Bên cạnh Dương Diệp, trong mắt Bạch Chỉ Tiên vui mừng. Nàng không biết thanh đao màu đỏ tươi đao này có uy lực thế nào, nhưng uy lực thanh đao trong tay Dương Diệp không có khả năng mạnh bình thường đâu. Có thể nói, nếu như bây giờ Dương Diệp đánh lại với Thương Hành Lang, tuyệt đối có sức đánh một trận. Bởi vì thanh đao này rất có khả năng phá được cơ thể của Thương Hành Lang. Chỉ cần có thể phá được cơ thể, cho dù Dương Diệp không sử dụng tuyển ngầm, cũng có khả năng giành được chiến thắng. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Chỉ Tiên lấy ra thanh đao trong tay của Dương Diệp và quấn nở ở bên thắt lưng của Dương Diệp. Vừa vặn, thanh đao này giống như một dây đai ngọc quấn ở bên thắt lưng của Dương Diệp, hoàn toàn không có gì khác thường. Bạch Chỉ Tiên mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp kéo tay Bạch Chỉ Tiên và nhảy xuống thi thể của đại yêu, sau đó tiếp tục đi sâu về phía bên trong. Khi hai người biến mất ở phía xa, trên thi thể đại yêu này đột nhiên xuất hiện hai dấu chân. Khà khà. Một tiếng cười đột nhiên vang lên ở trong không trung. Xích địa. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đi tới một mảnh đất đỏ. Nhìn qua trong tầm mắt chỉ thấy mặt đất là một màu đỏ vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Bạch Chỉ Tiên nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Mặt đất này không phải tự nhiên đã đỏ, mà là do sau này tạo thành. Bởi vì ở trên mặt đất đỏ này vẫn có năng lượng dao động. Năng lượng dao động. Cuối cùng là ai có thể biến mảnh đất lớn ít nhất mấy chục vạn dặm này thành một mảnh đất đỏ vậy? Hơn nữa trải qua vô số năm sau, lực lượng này vẫn còn sót lại. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đã từng có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Bạch Chỉ Tiên có rất nhiều nghi ngờ, không có đáp án. Hai người tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng một giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước cách hai người không xa có một mảnh vỡ lớn bằng bàn tay đang lơ lửng ở giữa không trung và phát ra ánh sáng trắng mờ. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp thấy hắn đã đi về phía mảnh vỡ kia. Vừa tới xem. Lại thấy trên mảnh vỡ kia có rất nhiều đường vân kỳ dị giống như kinh mạch của con người vậy.
Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Đây là cái gì? Lúc này, Dương Diệp trực tiếp thu mảnh vỡ kia vào. Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi tới. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh, nàng phát hiện ra, nam nhân bên cạnh này thật ra có mị lực. Đặc biệt là tính cách của hắn, tuy hắn có đôi khi có chút vô sỉ, sẽ giở chiêu mờ ám, nhưng có khi hắn có chút xấu hổ, không giở trò lại là một nam nhân đặc biệt có tâm huyết, bất khuất, không nhát gan, không khiếp sợ. Xã hội hiện thực đầy tàn khốc, ngay từ lúc đầu, rất nhiều người cũng có tâm huyết, nhưng lâu ngày, bọn họ học được cách thỏa hiệp, học được cách nhượng bộ, học được sự nhẫn nhịn. Đương nhiên, cái này cũng không hẳn là sai. Đây cũng là một cách ứng xử. Chỉ có điều, Dương Diệp không đi theo con đường này. Trong mảnh đất đỏ, hai người dắt tay nhau đi tới, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Bọn họ chưa trở về sao? Đầu thôn, Đồ Tể nhìn lão già Lôi Thôi trước mặt với vẻ mặt có chút khó coi. Ban đầu, hắn ở trong núi lớn đẩy lùi thái cổ lớn yêu hậu liền lập tức chạy về Vĩnh Hằng Tiên Thôn, nhưng lại phát hiện ra Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên còn không về tới. Ở bên cạnh lão già Lôi Thôi còn có nữ tử trung tuổi, chính là Thái Thẩm. Lão già Lôi Thôi trầm giọng nói. Sợ rằng hai đứa trẻ này đã bước vào sâu trong núi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Đồ Tể biến đổi và sau đó xoay người đi về phía sau núi. Người đi đâu vậy? Thái Thẩm đột nhiên hỏi. Đồ Tể nói. Đương nhiên là vào núi tìm hai đứa trẻ rồi. Thái Thẩm khẽ lắc đầu. Nếu như là ở núi lớn bên ngoài, ngược lại cũng không có gì, nhưng, ngươi nếu tiến vào trong lớn sâu trong núi, đặc biệt chỗ đó, nhất định đưa tới vị kia ra tay. Nhưng cũng không thể ở nơi này gì đều không làm. Đồ Tể nói. Thái Thẩm hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ngươi đi tìm lão thần côn, bảo hắn đứng ra, ta vào núi hỏi thăm mấy vị đại yêu kia trước đã. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Đồ Tể đi tới trước nhà trúc của lão thần côn, lúc này, lão thần côn đang loay hoay với một ít xương thú ở ngay trước nhà. Đồ Tể đi tới trước mặt lão thần côn. Hắn cùng nha đầu kia rất có khả năng đã tiến vào sâu trong núi. Lão thần côn không để ý tới Đồ Tể, tiếp tục loay hoay với xương thú trên mặt đất, Đồ Tể nhíu mày. Lão thần côn, ngươi không quan tâm tới tiểu tử kia. Lão thần côn ngẩng đầu liếc nhìn qua Đồ Tể. Còn không phải là vì ngươi sao? Không có thực lực còn dẫn bọn họ đến sau núi, lão phu nói cho ngươi biết, nếu hắn có chuyện gì, ba huynh muội ngươi đều sẽ có họa lớn rơi xuống đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đồ Tể càng nhíu mày. Chẳng lẽ, tiểu tử kia còn có lai lịch gì lớn sao? Lão thần côn đứng lên, sau đó xoay người nhìn về phía sau núi. Biểu hiện quẻ là, đại hung. Nói xong, hai tay lão già chậm rãi nắm chặt lại. Đại hung. Đồ Tể biến sắc, tuy bình thường lão thần côn này không có gì, nhưng quẻ của lão thần côn vẫn rất chuẩn. Đại hung. Đồ Tể run lên, trực tiếp biến mất ở phía xa. Lão thần côn nhìn chăm chú vào đoạn xương phía sau. Cửu U Đế, nếu như ngươi giết hắn, ngươi chính là tự tuyệt đường sống đấy. Ở một đỉnh núi, Đồ Tể cùng Thái Thẩm đứng nhìn chăm chú vào dãy núi mịt mờ phía xa. Bọn họ vào nơi này. Thái Thẩm trầm giọng nói. Đồ Tể khẽ nói. Bọn họ có thể còn sống đi ra không? Thái Thẩm khẽ lắc đầu. Không biết, nếu như vị kia ra tay với bọn họ sẽ không có khả năng sống sót được. Đồ Tể im lặng không nói. Ở sâu trong núi, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên vẫn không ngừng đi về phía trước. Lúc này có thể nói là Bạch Chỉ Tiên rất lo lắng buồn phiền, một đường đi tới quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Điều này rất không bình thường. Theo nàng thấy, chỉ có trở lại thôn mới là an toàn nhất. Nhưng bây giờ phải trở lại thế nào đây? Trừ khi bay, nếu không hai người bọn họ căn bản không tìm được hướng trở về. Mà nếu như bay thì quá nguy hiểm. Nói tóm lại, bây giờ tình cảnh của hai người rất tệ. Bởi vì nàng không biết phía trước còn có gì. Chỗ này thật không tầm thường. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người cuối cùng đã rời khỏi mảnh đất đỏ này và tiến vào một thảo nguyên, trên thảo nguyên có trăm hoa đua nở, linh khí rất tinh thuần. Ở đây, trong mắt Bạch Chỉ Tiên lóe lên sự chấn động. Linh khí ở đây thật sự tinh thuần. Dương Diệp dẫn theo Bạch Chỉ Tiên tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi, Bạch Chỉ Tiên rất muốn ngồi xuống hấp thu linh khí ở đây để tu luyện.
Nàng có cảm giác nếu như tu luyện ở đây, không bao lâu nàng sẽ có thể bước vào hư chân cảnh. Linh khí ở đây có chút đặc biệt. Nhưng Dương Diệp lại dẫn theo nàng tiếp tục đi tới. Tuy nàng cảm thấy hành vi của Dương Diệp có chút khác thường, nhưng vẫn không phản kháng, mặc cho Dương Diệp kéo nàng tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên ngừng lại, ở cách đó không xa là một vách đá, bên vách núi có một nữ tử mặc váy trắng đang ngồi. Hai chân nàng vắt vẻo ở bên vách núi, quay lưng về phía hai người. Người sống. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên đầy đề phòng. Nói chính xác là sống, bởi vì nàng cũng không xác định được nữ tử trước mắt này có phải là người hay không. Tiền bối. Bạch Chỉ Tiên nhẹ giọng hỏi. Ngồi đi. Nữ tử đột nhiên mở miệng. Tiếng rất dễ nghe chẳng khác nào hoàng oanh. Theo nữ tử kia vừa dứt lời, phía sau Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp xuất hiện một cái ghế màu trắng. Nhìn kỹ thì đó là do linh khí tập trung thành. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn nữ tử kia, sau đó dẫn theo Dương Diệp ngồi xuống. Hắn tên là gì? Nữ tử đột nhiên hỏi. Ai? Bạch Chỉ Tiên có chút ngây người. Nữ tử lại nói. Người bên cạnh ngươi. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Dương Diệp. Dương Diệp. Nữ tử khẽ nói. Ta vẫn còn không tin. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Rất nhanh đã xoay người đi tới trước mặt Dương Diệp. Cho dù ở khoảng cách gần như vậy, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại phát hiện ra mình căn bản không nhìn thấy rõ gương mặt của nữ tử này. Đúng lúc này, hai tay của nữ tử này đặt ở trên vai của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lại muốn ra tay, nhưng ý điên trong cơ thể hắn còn chưa xuất hiện đã trực tiếp bị một lực lượng thần bí trấn áp. Mà bản thân Dương Diệp cũng bị giữ lại tại chỗ, không thể nào cử động được. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên, nữ tử cúi người và ấn vào chỗ chân mày của Dương Diệp. Vùng đất kiếm khư. Một bóng trắng nhỏ nhắn xinh xắn đang không ngừng xuyên qua vùng đất kiếm khư, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra dưới chân của vật nhỏ màu trắng này là một đường kiếm quang. Vật nhỏ màu trắng này dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Luyện kiếm. Từ sau khi Dương Diệp rời đi, mỗi ngày Tiểu Bạch bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Ai cũng không ngăn cản được nàng. Nàng phải trở nên lợi hại, nàng muốn đi tìm Dương Diệp. Đây là điều nàng nói cho Tô Thanh Thi biết. Đột nhiên Tiểu Bạch ngừng lại và ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong đôi mắt to có phần mờ mịt. Trong chớp mắt yên lặng. Phía chân trời chấn động mạnh, ngay sau đó có một gương mặt mờ ảo xuất hiện ở trong không trung. Đây là mặt của một nữ tử. Khi thấy gương mặt này, Tiểu Bạch lập tức trợn tròn mắt. Trong móng nhỏ của nàng xuất hiện một thanh búa mờ ảo với vẻ mặt rất đề phòng. Nhưng chẳng bao lâu, Tiểu Bạch nhẹ nhàng hít mũi, sự đề phòng trong mắt nàng biến thành tò mò, một lát sau, nàng thu hồi búa và lướt tới trước mặt nữ tử này. Giờ phút này, các nàng cách càng gần. Ánh mắt của nữ tử rơi vào trong hai tròng mắt kia Tiểu Bạch, khi thấy tia màu tím sậm mới mỉm cười, sau đó chậm rãi biến mất ở không trung. Trong không trung, Tiểu Bạch ngây người. Sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng chộp về phía trước mặt giống như muốn giữ nữ tử kia, nhưng không bắt được gì cả. Tiểu Bạch hơi cúi đầu, tâm tình có chút xa xút. Qua một hồi lâu, cái đầu nhỏ của nàng khẽ lắc, sau đó nàng lén nhìn xung quanh và vỗ nhẹ vào hồ lô nhỏ. Vèo! Một đường kiếm quang về phía chân trời bắn tới. Đường kiếm quang này lại muốn ra khỏi vùng đất kiếm khư, một tia sáng màu tím đã rơi vào trước đường kiếm quang này, kiếm quang ngừng lại. Trong kiếm quang chính là Tiểu Bạch, mà ở trước mặt Tiểu Bạch là Tử Nhi. Tử Nhi đi tới trước mặt Tiểu Bạch và ôm nàng vào trong lòng, khẽ nói. Đừng len lén chạy trốn, được không? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Tử Nhi, móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nhớ Dương Diệp, tìm Dương Diệp. Đây là ý của Tiểu Bạch. Tử Nhi khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Hắn sẽ tới tìm chúng ta, nhất định sẽ tới thôi. Nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt của nàng có chút ngây dại. Vĩnh hằng bí cảnh. Nữ tử thả hai tay ra khỏi vai của Dương Diệp và ngồi xuống vị trí ban đầu. Bạch Chỉ Tiên nhìn nữ tử váy trắng. Tiền bối. Nữ tử váy trắng không nói gì. Qua rất lâu sau đó, nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng. Không ngờ được nàng thật sự lựa chọn một loài người. Có lẽ đây là ý trời. Chỉ sợ các ngươi đi tới nơi này cũng là ý trời. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên, hắn chậm rãi đi tới phía sau nữ tử kia,
sau đó đặt tay ở trên đỉnh đầu của nàng và xoa nhẹ. Bạch, tiểu, bạch. Cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp sững sờ. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Cửu U Đế, sau đó nói. Ngươi không phải từng nói, người bên ngoài thôn thì không được đặt chân vào chiến trường này, người bước vào sẽ giết không tha sao. Cửu U Đế cười ha ha. Nhưng hai đứa trẻ này không bình thường, đặc biệt là nhóc nhân loại kia. Linh tổ à linh tổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có người mới có thể cảm nhận được khí tức của người kia sao? Ngay từ lúc đầu, ta còn không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng cuối cùng, sau khi hắn đến chỗ này, ta đã xác định được. Mà ngươi muốn giết hắn, chắc là sợ ta thông qua hắn phát hiện ra vị kia sao? Nữ tử váy trắng chậm rãi nắm chặt tay ngọc lại. Ra tay à? Cửu U Đế cười hì hì. Nếu như đây là bản thể của ngươi, ta sẽ nấp ở phía xa, đáng tiếc, ngươi chỉ là một tia tinh phách, lúc này, hai tay của nữ tử váy trắng chậm rãi thả lỏng ra. Không sao, ngươi cũng không ra được. Cửu U Đế khẽ nói. Vì sao ta phải ra ngoài? Ta giữ lại một hồn một phách cả hắn, chờ sau khi hắn ra ngoài và tỉnh táo lại, hắn sẽ tự mình dẫn theo linh tổ này đến đây, không phải sao? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên vung tay ngọc lên. Một sương mù màu trắng trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, thoáng cái, hai người trực tiếp bị ném đến cuối chân trời. Mà vào lúc này, một bàn tay màu đen đột nhiên xuất hiện ở cuối chân trời. Cuối chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Đoàn sương mù màu trắng quấn lấy Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên lập tức nổ tung ra, hai bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Còn muốn chạy sao? Một tiếng cười lạnh bắt đầu vang vọng ở phía chân trời. Ngay sau đó, một tay trực tiếp chộp về phía Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Mà vào lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Người tới chính là Linh Tổ. Linh Tổ liếc nhìn Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Dẫn hắn đi, sau khi hắn tỉnh táo thì nói cho hắn biết phải đối xử tử tế với nàng. Dứt lời, nàng ngẩng đầu và tay ngọc chậm rãi giơ lên, trong phút chốc. Cả thiên địa trực tiếp trở nên mờ ảo. Nàng bước về phía trước một bước, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Suy! Không gian trước mặt nàng đột nhiên nứt ra, cùng lúc đó, một lực lượng vô hình theo những không gian này không ngừng chấn động về phía bàn tay màu đen kia. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khổng lồ kia ầm ầm nổ tung ra, cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ ép cho Cửu U Đế liên tiếp lùi lại phía sau. Mà lúc này, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên được sự giúp đỡ của Linh Tổ đã lướt qua phía chân trời, đi tới trong thôn trang nhỏ. Ngươi điên rồi. Phía chân trời, giọng nói Cửu U Đế đột nhiên vang lên. Tổn hao số lượng linh không còn bao nhiêu của mình như vậy, ngươi không sợ hoàn toàn biến mất sao? Linh Tổ nhìn cơ thể mình đã mờ ảo hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, bên kia là một bóng đen đang đứng vững. Linh Tổ khẽ nói. Biến mất thì biến mất. Dù sao cũng chỉ là một tia tinh phách mà thôi. Bị điên. Bóng đen kia một tiếng tức giận mắng, sau đó thân hình run lên và lao về phía này thôn trang nhỏ. Linh Tổ chỉ là một luồng tinh phách. Nhưng mạnh mẽ như Cửu U Đế cũng không dám giết chết nàng. Hắn đến từ thời đại cổ xưa, tuy khi đó hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã từng tận mắt nhìn thấy được một vị Linh Tổ ngã xuống, cũng chính là bản thể của nữ tử váy trắng. Hắn còn nhìn thấy kết quả cường giả trước đây đã giết chết Linh Tổ này. Cảnh tượng kia khiến hắn sống mãi mãi cũng khó quên. Linh Tổ trong vũ trụ không phải ai cũng có thể tùy tiện giết được. Không nghĩ tới cảnh tượng trước đây, Cửu U Đế trực tiếp lướt qua nữ tử váy trắng, đuổi theo về phía thôn trang nhỏ này. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Ầm ầm. Hai bóng người đột nhiên rơi vào trong thôn, đó chính là Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Rất nhanh, bốn người lão thần côn, lão già lôi thôi, đồ tể, thái thẩm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp từ dưới đất bò dậy và kéo Bạch Chỉ Tiên lên, sau đó đẩy nàng ra phía sau thái thẩm rồi xoay người cầm kiếm đứng. Một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Đánh không nổi, nhưng vẫn muốn đánh. Rất nhanh, sắc mặt bốn người thái thẩm thoáng biến đổi, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, phía chân trời có một bóng đen lặng lẽ tới. Nhìn thấy bóng đen này, vẻ mặt bốn người thái thẩm lập tức nghiêm trọng. Cửu U Đế. Bốn người thái thẩm hiển nhiên nhận ra bóng đen này. Ta muốn tiểu tử kia. Lúc này,
Cửu U Đế đột nhiên nói. Trong giọng nói lộ ra sự cương quyết không cho phép người khác được nghi ngờ. Bên dưới, bốn người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ba người thái thẩm nhìn về phía lão thần côn mỉm cười. Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là chiến rồi. Chiến! Bốn người đồng thời ngẩng đầu. Vào trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này. Ở Vĩnh Hằng giới, cũng chính là Vĩnh Hằng Tiên Thành có một nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng thêu hình mây đột nhiên xuất hiện ở cửa thành. Trong tay của nam tử trung niên cầm một thanh kiếm. Nam tử trung niên đi vào trong thành và tới lối vào của Vĩnh Hằng bí cảnh. Mà ở đây có 7 vị cường giả hư chân cảnh và 17 cường giả đạo chân cảnh. Khi thấy nam tử trung tuổi kia, vẻ mặt Tiên Phủ Vương vẫn lập tức thay đổi. Hắn trực tiếp đứng lên và nhìn thẳng vào nam tử trung tuổi kia. Ngươi chính là kiếm tu trộm chí bảo của Tiên Phủ ta. Nghe vậy, mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Trong mắt bọn họ có sự tò mò, cũng không có ý tốt. Nếu như bắt được kiếm tu này, làm cho Tiên Phủ nợ ân tình thì không gì tốt hơn. Lúc này, nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vẫn. Trộm sao? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Ta sửa lại một chút, ta không trộm, ta là cướp. Không phải trộm mà là cướp. Cướp! Vẻ mặt Vương Vẫn có chút khó coi. Vẻ mặt những cường giả xung quanh lại có chút kỳ lạ. Tiên Phủ nói với bên ngoài là một món chí bảo của Tiên Phủ bị người đánh cắp. Nhưng hiện tại xem ra, đây căn bản không phải là trộm mà là bị người cướp đi. Khái niệm giữa trộm cùng cướp lại hoàn toàn khác biệt. Xung quanh, cường giả của 6 tộc nhìn về phía nam tử trung niên áo bào trắng, trong mắt có thêm chút đề phòng. Người có thể cướp đồ ở trong Tiên Phủ mà vẫn bình yên rời đi, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết đối phương không đơn giản. Là rất không đơn giản, nam tử kiếm tu trung niên kia chậm rãi đi về phía cánh cửa ánh sáng của Vĩnh Hằng bí cảnh. Lúc này, Vương vẫn chắn ở trước mặt của hắn. Nam tử trung niên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Vương vẫn. Sao? Vương vẫn khẽ nói. Vẫn mong các hạ ở đây chờ một lát. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Không được. Nếu như ta không đồng ý. Vương vẫn nheo mắt lại. Lúc này, nam tử trung niên lập tức biến mất. Kiếm quang chợt hiện. Phía sau Vương vẫn, nam tử trung niên cầm kiếm bước vào trong Vĩnh Hằng tiên cảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn Vương Vẫn, trong chớp mắt yên tĩnh, một trận gió mát thổi qua. Răng rắc, đầu của Vương Vẫn trực tiếp từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi phun ra như vòi. Tất cả mọi người ở đó trực tiếp ngây người. Chết, một cường giả hư chân cảnh lại chết như vậy. Tất cả mọi người ở đó, không có bất kỳ ai nhìn thấy Vương Vẫn chết thế nào. Hoảng hốt, ở trên mặt tất cả cường giả không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vương vẫn là hư chân cảnh, loại cường giả này cường đại tới mức nào? Cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không có khả năng lặng lẽ giết chết hắn. Nhưng vị kiếm tu vừa rồi lại dễ dàng giết chết Vương vẫn trong chớp nhoáng như thế. Thực lực này khó tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Đúng lúc này, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước thi thể của Vương vẫn. Ở trước ngực lão già tóc trắng có một chữ tiên nho nhỏ. Rõ ràng đây là cường giả tiên phủ. Lão già liếc nhìn chỗ cổ của Vương Vẫn, dần dần vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Rất nhanh, sau lưng hắn xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Lăng lão, biết được lai lịch của đối phương không? Lão già tóc trắng khẽ lắc đầu. Truyền lệnh xuống, không nên tìm kiếm người này nữa. Gì? Nam tử trung niên nhíu mày. Lăng lão, người kia đã tổn thương. Trộm vật kia. Vật kia rất quan trọng với Tiên Phủ ta, chúng ta không thể. Mạng quan trọng hay là vật kia quan trọng hơn? Lăng lão đột nhiên ngắt lời nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Đối phương quả thật mạnh mẽ đến mức ngay cả lăng lão cũng không nắm chắc phần thắng sao. Lăng lão liếc nhìn nam tử trung niên. Vương Ngôn Tiên, ngươi mở to mắt nhìn đi, đối phương chỉ dùng một kiếm lại giết chết Vương vẫn cùng cấp với ngươi trong nháy mắt. Mặc dù lão phu là giới chân cảnh, nhưng tự nhận không giết chết được một vị hư chân cảnh trong nháy mắt. Mà đối phương lại dễ dàng làm được, thực lực của đối phương thật sự nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vương Ngôn Tiên im lặng không nói. Lăng lão lại nói. Ngươi chờ ở đây đến khi Dương Diệp này đi ra, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót được. Ta quay về Tiên Phủ đi gặp phủ chủ một chút,
xem thử hắn quyết định thế nào. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Vẻ mặt Vương Ngôn Tiên trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, hắn nhìn về phía Hàn Uyên Lân tộc trưởng của Hàn Uyên tộc. Hàn tộc trưởng, trong đó có thể có động tĩnh gì không? Hàn Uyên Lân khẽ lắc đầu. Không có động tĩnh, tuy nhiên, ta cảm thấy bọn họ cũng nên đi ra rồi. Sau mỗi lần vĩnh hằng bí cảnh mở ra, cứ cách một thời gian sẽ tự động biến mất, bây giờ chắc cũng sắp đến lúc rồi. Vương Ngôn Tiên khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía thi thể không đầu trên mặt đất, Vương vẫn là tộc đệ, đường đệ của hắn, quan hệ giữa hai người từ nhỏ cũng không tệ. Im lặng một lát, Vương Ngôn Tiên quay đầu lại nhìn về phía lối vào vĩnh hằng bí cảnh. Dương Diệp, nếu không phải vì ngươi, hắn cũng sẽ không chết. Đợi ngươi đi ra, ta nhất định khiến cho ngươi thịt nát xương tan. Hàn Uyên Lân liếc nhìn Vương Ngôn Tiên, trong lòng có chút xem thường. Vương Ngôn Tiên không dám tìm nam tử kiếm tu trung niên kia, lại tính khoản nợ này ở trên người của Dương Diệp, không thể không nói có phần kém cỏi. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Trên đám mây, một đao khí dài đến vạn trượng trực tiếp hạ xuống vô cùng kinh người, dường như muốn chém nát thiên địa này. Mà ở dưới đao khí này là một bóng đen. Chính là Cửu U Đế. Giao ra Dương Diệp. Cửu U Đế yêu cầu người của Vĩnh Hằng Tiên Thôn giao ra Dương Diệp, nhưng hắn đánh giá thấp địa vị của Dương Diệp ở trong lòng đám người đồ tể. Đặc biệt là Lão Thần Côn. Đối với hắn, nếu như Dương Diệp chết ở sâu trong núi thì những điều này đều kết thúc. Nhưng Dương Diệp không chết, vậy chính là ý trời không cho Dương Diệp chết. Đáng để hắn liều mạng. Bởi vậy, bốn người quyết định lựa chọn chiến đấu. Trong đám mây, đường đao khí kia vừa đến đỉnh đầu của bóng đen kia, một thú chảo dữ tợn đột nhiên vỗ vào trên đường đao khí kia. Đao khí chấn động mạnh, ngay sau đó, thú chảo kia chợp kép lại. Ầm. Đường đao khí kia ầm ầm nổ tung ra, lực lượng mạnh mẽ chấn động ra làm bầu trời không ngừng dậy sóng. Mà vào lúc này, một thanh trường thương đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, thương giống như con rồng đang bay. Mà ở phía sau thanh trường thương này là lão già Lôi Thôi, lúc này, lão già Lôi Thôi hoàn toàn không lôi thôi, cả người từ trên xuống dưới phát ra một khí phách nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Phía chân trời, Cửu U Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên và trực tiếp hóa thành một tàn ảnh đập về phía bên dưới. Thoáng cái, một chân thú đột nhiên dẫm lên trên thanh trường thương này. Ầm. Phía chân trời lại chấn động mạnh, thoáng cái, một bóng người từ phía chân trời rơi xuống. Mặt đất. Ầm. Cả mặt đất đột nhiên vỡ nát ra, nhưng khi đến Vĩnh Hằng Tiên Thôn, một lực lượng thần bí mạnh mẽ trực tiếp ngăn cách uy lực còn sót lại của những lực lượng này, tất cả Vĩnh Hằng Tiên Thôn bình yên vô sự. Trên mặt đất, lão già Lôi Thôi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thái Thẩm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U Đế. Đại tỷ, tới phiên tỷ. Thái Thẩm quay đầu lại liếc nhìn Lão Thần Côn. Ngươi trước hay là ta trước? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy, biểu thị hắn tới trước. Nhưng chẳng bao lâu, một bàn tay trực tiếp nắm lấy hắn ném đến bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Người ra tay chính là Thái Thẩm. Thái Thẩm thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp muốn đánh nhau. Ngươi đứng yên ở đó cho ta. Dương Diệp giơ cao thanh kiếm trong tay lên, Bạch Chỉ Tiên ở bên cạnh hắn lại vội vàng kéo hắn lại. Đối với loại chiến đấu này, cho dù là Dương Diệp cũng không giúp được gì. Cửu U Đế đến từ thời đại cổ xưa, thực lực của đối phương ít nhất phải trên giới chân. Dương Diệp mới là cảnh giới gì? Mới là tổ cảnh. Nhưng Bạch Chỉ Tiên vẫn không ngăn cản được, một đường kiếm quang trực tiếp phóng lên cao, bổ về phía Cửu U Đế. Phía chân trời, Cửu U Đế hừ lạnh một tiếng và thoáng cái đã thấy có một áp lực mạnh mẽ chấn động xuống. Ầm. Kiếm quang của Dương Diệp ầm ầm nổ tung ra, ngay sau đó, một bóng người từ phía chân trời rơi xuống, bóng đen này trực tiếp nện xuống đất, cách Bạch Chỉ Tiên không xa. Cả mặt đất đều bị đập thành một hố sâu. Rất nhanh, Dương Diệp từ bên trong bò dậy, lúc này Thái Thẩm nói. Đi đi, tiếp tục đi đi. Dương Diệp chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Không đánh nữa. Bạch Chỉ Tiên. Thái Thẩm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lão Thần Côn. Ngươi tới hay là ta tới? Lão Thần Côn mỉm cười. Vậy để ta tới đi. Dứt lời, hai tay của Lão Thần Côn đột nhiên vẫy trong không trung, trong phút chốc, phía chân trời đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ máu thật nhỏ,
những tờ máu này trải rộng cả phía chân trời, lại giống như một lưới máu. Thần vu thuật. Phía chân trời, Cửu U Đế đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi che giấu thật sâu nhỉ. Dứt lời, hai tay hắn đột nhiên vẫy một cái, trong phút chốc, hai thú chảo cực lớn xuất hiện ở chân trời và càn quét qua, dường như ngay cả trời cũng có thể quét hỏng vậy. Nhưng những tờ đỏ lại tuyệt đối không bị hai thú chảo này quét đứt, trái lại còn nhanh chóng co rút lại, thoáng cái, Cửu U Đế đã bị những tờ đỏ trói lại. Xuy 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 xuy. Rất nhanh, trên người Cửu U Đế xuất hiện từng vết máu. Nhưng ngay vào lúc này, một khí thức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của Cửu U Đế cuốn ra ngoài. Ầm. Theo khí thức này phát ra, những tờ đỏ trên người Cửu U Đế lập tức hóa thành hư vô. Luồng khí thức kia giống như sông lớn vỡ đê, từ phía chân trời trùng trùng điệp điệp ép đến. Huyết mạch của Cự Yêu. Bên dưới, lão thần Côn khẽ nói. Bảy phần tinh thuần, đúng là hiếm có. Bên cạnh lão thần Thân Côn, Thái Thẩm khẽ gật đầu. Không ngờ được hắn lại tu luyện được tới bước này. Vừa dứt lời, tay phải của Thái Thẩm hóa trưởng, đánh lên trên. Ầm, một bàn tay lớn mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời và lật lại. Một trưởng này dường như có thể hất bay cả bầu trời. Ầm, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, áp lực của Thái Cổ Cự Yêu ở phía chân trời trực tiếp bị phá đi. Nhưng một trưởng kia của Thái Thẩm cũng biến mất không thấy bóng dáng. Lấy nhiều địch ít à. Phía chân trời, Cửu U Đế hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có thể nhiều bằng phía sau núi của ta không? Vừa dứt lời, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên từ phía sau núi truyền đi. Thoáng cái, cả dãy núi phía sau đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền có rất nhiều đại yêu thái cổ từ sau núi chạy về phía Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Thái Thẩm lập tức khó coi. Nếu như bọn họ liên thủ cũng không khiếp sợ một Cửu U Đế. Nhưng nếu tất cả đại yêu sau núi giống như nước lũ tràn ra, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không thể chống đỡ được, cho dù là vị trong bóng tôi kia, sợ rằng cũng không dám khinh thường. Trong phía sau núi, rất nhiều đại yêu thái cổ trùng trùng điệp điệp chạy về phía Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Giờ phút này, tất cả mặt đất của Vĩnh Hằng Bí Cảnh cũng bắt đầu chấn động. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào mây trắng, cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở đầu thôn Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Chỉ trong giây lát, cả Vĩnh Hằng Tiên Thôn đã bị vô số đại yêu thái cổ bao vây xung quanh. Nam tử trung niên cầm kiếm đứng ở đầu thôn. Hắn nhìn lướt qua ở đó, ánh mắt lướt qua đám người Thái Thẩm cùng Lão Thần Côn và cả Cửu U Đế ở trên không trung. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Dương Diệp, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Mà lúc này, tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn hắn. Bạch Chỉ Tiên nhìn nam tử trung niên với vẻ đề phòng. Bốn người Thái Thẩm cũng vậy. Mọi người đều rất đề phòng kiếm tu đột nhiên xuất hiện này. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói, ý điên. Ngược lại có chút thú vị. Tiền bối quen biết hắn sao? Bạch Chỉ Tiên nhẹ giọng hỏi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Có quen biết. Bạch Chỉ Tiên đang muốn nói, nam tử trung niên đột nhiên khẽ nói. Sau khi hắn tỉnh táo thì nói cho hắn biết đừng quên giao hẹn. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía sau núi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn là từng đại yêu thái cổ. Lúc này, các đại yêu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U Đế. Các ngươi quá yếu, ta không có hứng thú với các ngươi, có thể tránh ra được chứ? Quá yếu. Ở đó, thần sắc mọi người có chút kỳ lạ. Quá yếu, Cửu U Đế cùng những đại yêu thái cổ quá yếu sao? Người này không điên chứ? Ha ha. Phía chân trời truyền đến tiếng cười to của Cửu U Đế. Một lát sau, một bóng đen rơi vào trước mặt nam tử trung niên. Loài người, ngươi nói ta quá yếu ư? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta không có ý sỉ nhục ngươi, chỉ là các ngươi quả thật rất yếu. Rất yếu. Cửu U Đế giận dữ cười ngược. Vậy theo ngươi thì thế nào mới là mạnh mẽ? Nam tử trung niên ngẩng đầu liếc nhìn qua sâu bên trong chân trời. Vị kia thì miễn cưỡng còn tính là tạm được. Vị kia. Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó và cả Cửu U Đế đều biến sắc. Vị kia. Đám người Thái Thẩm nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mắt này cuối cùng là ai?
Vì sao có thể cảm nhận được vị kia tồn tại, hơn nữa còn tìm đến vị kia? Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu U Đế đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chút nghiêm trọng. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, sau đó cầm kiếm đi về phía xa. Khi hắn cách Cửu U Đế còn có 10 trượng, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của Cửu U Đế cuốn ra ngoài, sau đó ép về phía nam tử trung niên. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Kiếm quang biến mất, nam tử trung niên đã ở phía sau Cửu U Đế. Tất cả mọi người sửng sốt, rất nhanh, đồng tử của Thái Thẩm đột nhiên co lại, bên trong tròng mắt là vẻ kinh hãi. Suy, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một cái đầu đầm đìa máu rơi xuống cách đó không xa, đây là một cái đầu dữ tợn, cũng là đầu của Cửu U Đế. Không thể nào. Lúc này, cái đầu kia đột nhiên mở miệng nói ra tiếng người, ở trong mắt nó đầy vẻ khó tin. Thoáng cái, cơ thể Cửu U Đế đột nhiên cầm theo cái đầu kia và hóa thành một ánh sáng u ám biến mất ở phía chân trời mờ mịt. Mà giờ phút này, nam tử trung tuổi kia chạy tới trước mặt đám đại yêu kia, chúng đều điên cuồng lui lại. Ngay cả Cửu U Đế cũng bị một kiếm cắt đầu, nữa là bọn họ. Ngay lập tức, đám đại yêu liền lui lại. Khi nam tử trung niên cầm kiếm muốn đi ra khỏi thôn, hắn đột nhiên ngừng lại và quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một tiểu nữ hài đang đứng ăn mứt quả. Thấy nam tử trung niên nhìn tới, tiểu nữ hài vội vàng giấu mứt quả ra sau lưng, trên gương mặt đầy đề phòng. Nam tử trung niên liếc nhìn tiểu nữ hài. Thật sự là lực huyết mạch không tệ, đáng tiếc ngươi còn quá nhỏ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Bên trong Vĩnh Hằng Tiên Thôn, đám người Thái Thẩm giống như hóa đá. Một kiếm chém đầu Cửu U Đế, một kiếm đẩy lui rất nhiều đại yêu. Đây là cường giả tuyệt thế từ thời đại cổ xưa tới sao? Qua rất lâu sau Thái Thẩm mới lấy lại tinh thần, nàng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa. Nhà đầu, người biết người này không? Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Tuy nhiên hắn và Dương Diệp có quen biết, có lẽ có quan hệ gì đó. Tiểu tử tu kiếm này. Lúc này, Già Lôi Thôi nói. Sẽ không là truyền nhân của người đó chứ? Nghe vậy, mọi người nhíu mày. Bởi vì rất có khả năng như vậy. Dương Diệp tu kiếm, nam tử trung tuổi kia cũng tu kiếm, hơn nữa hai người rõ ràng có quen biết nhau. Không đúng. Lúc này, Thái Thẩm khẽ lắc đầu. Chiêu thức kiếm của người kia khác với chiêu thức kiếm của tiểu tử này, hơn nữa, nếu như đối phương là sư phụ của tiểu tử này, thế nào không phải dẫn hắn đi theo chứ? Không cần đoán nữa. Lúc này, lão thần côn cách đó không xa đột nhiên nói. Việc cấp bách bây giờ là để tiểu tử này nhanh chóng tu luyện, thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa. Thái Thẩm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Đồ Tể. Có gì chưa dậy thì mau chóng dậy đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Nhà đầu, người đi theo ta. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó đi cùng Thái Thẩm. Nhưng Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Đồ Tể lập tức đen mặt, hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo sau. Không có Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp căn bản không thể tu luyện bình thường được. Ở đó chỉ còn lại Lão Già Lôi Thôi cùng Lão Thần Côn. Lão Thần Côn, điều này không bình thường. Lão Già Lôi Thôi đột nhiên nói. Bên ngoài tự nhiên xuất hiện loại cường giả này, điều này rất không bình thường. Lão Thần Côn khẽ gật đầu. Đặc biệt không bình thường. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Vương Nhị Nha và kéo nàng đi về phía xa. Lão Già Lôi Thôi im lặng không nói. Ở sâu trong núi, trung niên kiếm tu đi tới mảnh đất đỏ, nơi Dương Diệp đã từng tới. Dọc đường đi, hắn không gặp phải bất kỳ đại yêu nào. Một đường thông suốt. Rất nhanh, trung niên kiếm tu ngừng lại, không gian ở bên phải hắn cách đó không xa dường như bị người ta cứng rắn đảo đi vậy. Kiếm tu trung niên liếc nhìn, sau đó khẽ nói. Thời đại cổ xưa, thời đại của cường giả. Nói xong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đáng tiếc điều gì? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Theo tiếng nói này vang lên, điểm sáng màu đen xuất hiện ở cách phía sau kiếm tu trung niên không xa. Trung niên kiếm tu thu hồi ánh mắt. Đáng tiếc không thể sinh ra ở Thái Cổ. Sinh ra ở Thái Cổ. Điểm đen này đột nhiên cười nói. Thái Cổ đó là một thời đại của cường giả. Đó là một thời đại làm cho thiên mệnh cũng phải kiêng kỵ, trong đó có đại đế, hoang thần,
tiên nhân nhiều tới mức nào. Mỗi người bọn họ đều có tài năng tuyệt vời khiến người ta phải kinh ngạc. Ngươi nói ngươi muốn sinh ra ở Thái Cổ, ta rất muốn biết ngươi dựa vào đâu để tranh với mấy thiên kiêu này. Tranh thắng. Trung niên kiếm tu khẽ lắc đầu. Ta không tranh thắng, ta chỉ muốn cầu bại một lần. Cầu bại một lần. Trong thiên địa trở nên yên tĩnh. Trước một gian nhà đá trong Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Đồ Tể im lặng nhìn hai thanh đao trước mặt. Qua rất lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Đây là thứ các ngươi thu được ở trong chiến trường sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Đồ Tể chỉ vào thanh huyết đao rất lớn này. Đao này tên là Thập Phương Vô Địch, ở thời đại của ta, nó xếp thứ 10 trên bảng thần binh. Thanh đao này thì triển ra rất mạnh mẽ, trong 10 phương chính là vô địch. Vô địch trong 10 phương sao? Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh. Nó lợi hại như vậy sao? Đồ Tể khẽ gật đầu. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là có thể vung nó lên. Cho dù là ta bây giờ cũng khó có thể tùy ý sử dụng nó được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, tiểu tử này thật sự gặp may mắn, linh trí của đao này rõ ràng đã ngã xuống, không có linh trí nên nó thành vật chết, những oán linh kia của hắn lại thừa cơ hội tiến vào, trở thành linh trí của đao này. Nói cách khác, bây giờ thanh đao này coi như đã nhận hắn là chủ. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Nhưng hắn vẫn không thể sử dụng được thanh đao này. Đồ Tể khẽ nói. Yên tâm, có những oán linh kia giúp đỡ, hắn có thể làm được. Ở trong khoảng thời gian còn lại, ta sẽ làm cho hắn vung được thanh đao này. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh đao còn lại, trong mắt có vẻ phức tạp. Một lát sau, Đồ Tể khẽ nói. Tàng Phong, thanh đao này có ánh sáng sắc bén nội liếm, lúc ẩn thì lặng lẽ không một tiếng động, hòa cùng trời đất, lúc hiện lại giống như sấm sét, như biển gầm, như núi lửa bạo phát. Thanh đao này còn đáng sợ hơn so với Thập Phương Vô Địch, bởi vì từ rất lâu rồi. Khi ngươi phát hiện ra sự tồn tại của nó thì ngươi đã chết. Năm đó, vị đao tu kia sử dụng đao này đã suýt nữa giết chết một vị tổ tiên của cổ đao phái ta, cũng chính là vị tổ tiên nắm giữ Thập Phương Vô Địch kia. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được hai thanh đao nổi danh này đều rơi vào trong tay tiểu tử ngươi. Bạch Chỉ Tiên nói. Tiền bối, vậy uy lực của Thập Phương Vô Địch không mạnh bằng Tàng Phong sao? Đồ Tể khẽ lắc đầu. Uy lực của Thập Phương Vô Địch còn mạnh hơn Tàng Phong, nhưng chỗ lợi hại của Tàng Phong là nhẹ cùng bí ẩn, khi ngươi chiến đấu gần người, một đao này lặng lẽ vung ra cũng đặc biệt đáng sợ. Nói một cách đơn giản, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Và nói xong, hắn bấm tay bắn ra, Thập Phương Vô Địch rơi vào trước mặt Dương Diệp theo bản năng liền đón lấy nó. Nhưng hắn chỉ vừa tiếp xúc đã không nhịn được mà gập người lại. Quá nặng, Đồ Tể nói. Từ giờ trở đi, ngươi lại cõng thanh đao này, không quan tâm làm gì cũng phải cõng nó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Ngươi giám sát hắn, bây giờ một ngày 12 canh giờ, hắn đều phải cõng 7 canh giờ. Không chỉ vậy, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, hắn còn cần chạy vòng quanh phía sau núi 100 vòng, không thể dừng lại. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói. Cách thức tu luyện này có tác dụng gì vậy? Có thể nói cách thức tu luyện này là cách tu luyện cơ bản nhất, là một vài huyền giả mới nhập môn mới sử dụng cách tu luyện này. Đồ Tể khẽ nói. Điều này có tác dụng với hắn, cơ thể hắn phải thích ứng với thanh đao này, nếu không cho dù ngày sau có thể miễn cưỡng sử dụng được, cũng chỉ là sử dụng một lần mà thôi. Chỉ một lần lại khiến thân thể và cánh tay bị thương. Bây giờ để cho hắn thích ứng, không chỉ có lợi cho tương lai, cũng có lợi cho cơ thể cùng cánh tay của hắn. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó bảo Dương Diệp cõng thanh đao kia lên. Dương Diệp vừa cõng lên người, mặt đất dưới chân trực tiếp nứt ra. Không chỉ có vậy, trong nháy mắt cơ thể hắn cũng trở nên căng thẳng. Cứ như vậy, mỗi khi trời vừa sáng, Dương Diệp lại cõng thanh đao lớn này bước vào phía sau núi. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp có vẻ rất tốn sức, tuy nhiên dần dần theo mỗi ngày kiên trì, thân thể Dương Diệp càng lúc càng thích ứng được với thanh đao kia. Không thể không nói, cách thức tu luyện này rất cực khổ. Mới vừa bắt đầu, Dương Diệp căn bản không đi được bao xa sẽ ngã xuống đất. Nhưng mỗi lần hắn đều sẽ đứng lên, sau đó tiếp tục đi, đi tới khi hoàn toàn không thể đi được nữa mới thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi lần Bạch Chỉ Tiên đều cảm thấy tim nhói đau. Lúc này,
nàng rốt cuộc đã biết thực lực của Dương Diệp có như thế nào. Đó là do hắn liều mạng cố gắng mà có được. Mà biểu hiện của Dương Diệp cũng làm cho ba người đồ tể hết sức hài lòng. Đặc biệt là đồ tể, đối với đệ tử có thể chịu được cực khổ này, hắn làm sư phụ dĩ nhiên là hài lòng hơn ai khác. Đây cũng không phải là cực khổ bình thường. Ngay từ đầu Dương Diệp đi một lúc thì cơ thể đều nứt ra. Nhưng tiểu tử này lại không rên một tiếng, tiếp tục đi. Phần nghị lực này đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, Dương Diệp tu luyện mang đồ nặng này cũng rất có hại cho cơ thể. Bởi vậy, mỗi ngày đồ tể cùng lão thần côn đều sẽ tiến vào sâu trong núi tìm kiếm rất nhiều dược liệu cho Dương Diệp tới, sau đó cho hắn ngâm người. Có thể nói, nếu như không có những dược liệu quý hiếm của đồ tể cùng lão thần côn trợ giúp, sợ rằng cơ thể Dương Diệp cũng đã sớm chịu không nổi. Đương nhiên, nếu như Hồng Mông Tháp còn, cho dù có mang nặng gấp đôi cũng không. Sao, đáng tiếc là bây giờ lấy chút Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn còn xa mới đủ chữa trị. Khi Hồng Mông Tháp còn, nó có thể tự mình hấp thu linh khí, sau đó chuyển đổi Hồng Mông tử khí truyền đưa cho hắn. Bởi vậy hắn căn bản không cần lo lắng về vấn đề Hồng Mông tử khí. Mà bây giờ, hắn không thể không lo lắng. Một khi cơ thể mang nặng quá mức thì Hồng Mông tử khí không đủ, vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vậy, những dược liệu kia của đồ tể cùng lão thần côn là vô cùng quan trọng. Dược liệu của lão thần côn nâng cao cơ thể hắn, dược liệu của đồ tể lại nâng cao hai cánh tay hắn. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, cơ thể cùng hai cánh tay của Dương Diệp đều đang không ngừng được tăng cường. Mà cơ thể của hắn cũng càng lúc càng thích ứng với thanh đao lớn này, ít nhất bây giờ đã có thể đi bộ bình thường. Ngày này, Dương Diệp lại đi tới phía sau núi. Tuy nhiên hắn ngừng lại, sau đó trở lại một chỗ đất trống. Tay phải hắn hơi xoay tròn, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm! Thân thể Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo, trong phút chốc, hai tay hắn nắm thanh kiếm và chợt chém mạnh về phía trước. Kiếm vực! Một kiếm hạ xuống. Suy! Không gian trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém vỡ, nhưng vẫn chưa kết thúc, trong chớp mắt này. Lại có một kiếm gần như hạ xuống cùng lúc. Chỉ có điều, một kiếm này mới rơi xuống một nửa, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một lần bay này trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng. Mặt đất cũng bị Dương Diệp đập xuống thành một hố sâu. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại bò dậy, sau đó lưng cõng thập phương vô địch đi về phía xa. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, mỗi ngày, Dương Diệp đều sẽ tới đây luyện kiếm một lần. Nhưng lần nào cũng chỉ luyện một lần. Bởi vì, sau một lần thì hắn sẽ mệt mỏi hết lực. Trong một gian nhà trúc, Dương Diệp nằm ở trên giường, toàn thân không có gì che đậy. Mà ở bên cạnh hắn là Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đang cầm một bình ngọc nhỏ màu trắng bôi khắp người cho Dương Diệp. Ngay từ lúc đầu, Bạch Chỉ Tiên còn có chút không muốn, tuy nhiên theo nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng sớm đã quen với cơ thể Dương Diệp. Dù sao nên nhìn đều đã nhìn, nên sờ cũng đã sờ, còn có gì khó chịu nữa. Tuy nhiên, mỗi lần bôi thuốc đều sẽ phát sinh một vài chuyện xấu hổ không thể cho ai biết. Lần này cũng không ngoại lệ. Xuân sắc trong đó tất nhiên không thể nói với người ngoài. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp từ trên giường đi xuống, Bạch Chỉ Tiên lập tức mặc quần áo cho hắn, sau đó nàng cùng hắn đi tới đầu thôn, nhìn theo Dương Diệp bước vào phía sau núi mịt mờ. Ngay từ lúc đầu, nàng lo lắng, mỗi lần đều đi cùng Dương Diệp vào trong núi lớn, sau đó trở về. Tuy nhiên Dương Diệp hình như càng lúc càng bình thường, đương nhiên chủ yếu là vì luồng ý điên này bị Thái Thẩm trấn áp một chút, nếu không thì vẫn không bình thường. Bây giờ hắn không sẽ chủ động đi giết người, nhưng không thể chọc hắn. Vừa chọc vào hắn sẽ lại làm loạn. Tu luyện, rèn luyện cơ thể. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp đều làm hai việc này. Một ngày nào đó, Dương Diệp đang đi tới phía sau núi sau, hắn đột nhiên chạy tới sâu bên trong rừng rậm này, ở đó Dương Diệp tìm được con thương hành lang trước kia. Kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt. Thương hành lang điên cuồng gầm thét với Dương Diệp, nhân loại trước mắt này đã từng làm cho nó vô cùng nhục nhã. Con thương hành lang đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên thả đao lớn trên lưng xuống. Trong phút chốc, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, thương hành lang đã đi tới trước mặt hắn với lực va chạm cực mạnh, trực tiếp làm cho không gian xung quanh Dương Diệp rạn nứt ra. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo, trong phút chốc,
hắn nắm kiếm chém xuống. Trong chớp mắt, lại có một thanh kiếm trực tiếp cắm xuống. Kiếm vực. Hai kiếm hạ xuống. Ầm. Con thương hành lang trực tiếp nặng nề bay ra ngoài mấy ngàn trượng, cuối cùng đập sâu vào trong mặt đất. Qua một hồi lâu, thương hành lang mới từ dưới hố bỏ dậy. Thương hành lang từ trên xuống dưới đều rạn nứt. Đặc biệt là vết kiếm trên đỉnh đầu kia, nếu như sâu thêm một chút thì có khả năng đầu nó sẽ hoàn toàn tách ra rồi. Thương hành lang nhìn Dương Diệp phía xa, trong ánh mắt bớt đi sự dữ tợn và tăng thêm nhiều đề phòng cùng kiêng kỵ. Dương Diệp tuyệt đối không ra tay, mà cõng đại đao cắm ở trên đất lên, xoay người rời đi. Thương hành lang thấy vậy cũng thả lỏng, sau đó xoay người nhanh chóng biến mất ở trong dãy núi lớn mênh mông. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nam tử trung niên đã xuất hiện ở đó. Nam tử trung niên nà, chính là Đồ Tể. Hắn tất nhiên lo lắng khi Dương Diệp một mình chạy vào núi lớn. Tuy Cửu U Đế bị thương nặng nhưng có thể chưa chết. Hơn nữa, trong phía sau núi còn có rất nhiều đại yêu mạnh mẽ, Dương Diệp còn chưa thể chống lại chúng. Bởi vậy, mỗi lần khi Dương Diệp đi tới phía sau núi, hắn đều sẽ đi theo. Hồi tưởng lại hai kiếm của Dương Diệp vừa rồi, Đồ Tể im lặng rất lâu, sau đó cay đắng cười. Vẫn là kiếm mạnh hơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kiếm. Cơ thể cùng lực cánh tay của Dương Diệp đã mạnh hơn lúc mới vào Vĩnh Hằng Tiên Thôn không biết bao nhiêu lần, đao của hắn cũng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nói không hề khách sáo, bây giờ cường giả đạo chân cảnh bình thường ở trước mặt Dương Diệp căn bản không đủ nhìn. Nhưng mọi người lại dần dần bỏ quên mất kiếm của Dương Diệp. Ban đầu, kiếm của Dương Diệp đã chém giết được cường giả đạo chân cảnh. Theo cơ thể của hắn nâng cao, lực cánh tay được nâng cao, kiếm cũng đang nâng cao. Trước kia, Dương Diệp căn bản không thể trong nháy mắt thi triển hai lần kiếm vực. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể làm được. Không chỉ có vậy, lúc tu luyện đao, tốc độ cùng phản ứng và cả lực lượng của Dương Diệp cũng sẽ được nâng cao trên diện rộng, nhưng đồng thời tốc độ cùng lực lượng kiếm của hắn cũng tăng cao. Xét đến cùng, theo Đồ Tể thấy, ở trong lòng Dương Diệp, sợ là đao và kiếm căn bản không có gì khác nhau. Dù sao cũng dùng để giết người. Giết người. Bất kể là kiếm hay là đạo đều dùng để giết người. Mà bất kể là kiếm hay đao cũng chỉ là công cụ trong tay hắn, cũng chính vì vậy, Dương Diệp mới có thể sử dụng hai loại tùy tâm như vậy. Ở trong lòng Dương Diệp, đao là kiếm, kiếm cũng có thể là đao, đầu Vĩnh Hằng Tiên Thôn, Đồ Tể dẫn theo Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên đi tới bên ngoài thôn, Đồ Tể duỗi tay ra, một thanh đại khảm đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm đại đao trong tay và chỉ thẳng vào Dương Diệp. Tới đi. Dương Diệp không có phản ứng. Lúc này, Đồ Tể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó chợt BCO xuống. Bạch Chỉ Tiên lập tức tránh sang một bên. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, hắn cũng không hề né tránh mà hai tay nắm lấy thập phương vô địch sau lưng Zukate ra rồi chém mạnh. Cứng đấu với cứng. Keng. Một đao hạ xuống, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đẩy đến trong thôn, ở dưới chân hắn là một khe rãnh thật dài. Đồ Tể bước về phía trước một bước. Tới, tiếp tục. Phía xa, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Ầm. Cả mặt đất chấn động mạnh, Dương Diệp lại lập tức đi tới đỉnh đầu của Đồ Tể này, sau đó một đao hạ xuống. Lực lượng thuần túy. Không có bất kỳ kỹ xảo nào cùng động tác hoa chiêu nào. Đồ Tể nheo mắt lại, chân phải lùi về phía sau nửa bước, trong phút chốc, hai tay hắn nắm đao lớn chợt bổ xuống. Hai thanh đao vừa mới tiếp xúc. Ầm. Đồ Tể lùi về phía sau chừng 10 trượng, nhưng Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài và đập vào trong mặt đất. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mà giờ phút này, trên hai cánh tay hắn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bây giờ tuy lực lượng của hắn được tăng cường rất lớn, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn sử dụng được thập phương vô địch, lực lượng của hắn còn chưa đủ. Đúng lúc này, Đồ Tể cầm theo đại khảm đao trong tay trực tiếp chạy về phía Dương Diệp. Trường đao kéo lên trên mặt đất, dọc đường đi làm bắn ra những tia lửa. Chẳng bao lâu, Đồ Tể đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thanh đao lớn trong tay gắn bổ thẳng về phía Dương Diệp, một bổ này dường như muốn chém nát mặt đất vậy, khí thế kia mạnh mẽ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Dương Diệp vẫn không lựa chọn né tránh. Hắn giơ đao liền chém. Hai thanh đao lại va chạm vào nhau. Ầm. Một lực lượng cường đại chợt từ chỗ đao của hai người va chạm chấn động ra,
Đồ Tể bị đẩy lui, Dương Diệp bị đánh bay. Không chỉ có vậy, lúc này trên hai cánh tay của Dương Diệp đã đầy vết máu. Hai cánh tay rạn nứt. Mà lúc này, Đồ Tể lại một lần nữa cầm theo đao xông về phía Dương Diệp. Cách đó không xa, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm chặt đao lớn bổ về phía Đồ Tể. Đao phá trời cao, xé rách tất cả. Đồ Tể nheo mắt lại, trường đao chợt chấn động, Thanh Thập Phương Vô Địch trực tiếp bị đẩy đến mấy trăm trượng, nhưng ngay vào lúc này, Đồ Tể chợt biến sắc, thân hình hắn run lên và lùi về phía sau một trượng. Ở bụng hắn xuất hiện một vết đao. Tàng Phong. Hắn ngẩng đầu thấy một đường kiếm quang trực tiếp rơi xuống. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra đây là hai đường kiếm quang. Kiếm vực. Kiếm quang hạ xuống. Đồ Tể nheo mắt lại, đao lớn trực tiếp giơ lên ngăn cản. Keng. Theo một âm thanh trong trẻo vang lên trong không trung, thanh đao trong tay Đồ Tể trực tiếp biến thành hai đoạn, bản thân Đồ Tể cũng bị hai kiếm quang trùng điệp chấn động đến ngoài 10 trượng. Mà lúc này, một thanh đao lớn xuyên qua không trung lao đến. Chính là Thanh Thập Phương Vô Địch. Sắc mặt Đồ Tể không đổi, hai tay chợt khép lại, trực tiếp đánh vào Dương Diệp. Trong một chớp mắt này, Đồ Tể biến sắc. Một tia sáng lạnh lẽo lại chợt lóe lên ở bụng của Đồ Tể. Suy. Theo một vòi máu bắn ra, Đồ Tể lùi về phía sau mấy trượng. Đồ Tể nhìn bụng mình rồi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, trong tay phải của Dương Diệp nắm một thanh kiếm đen như mực, ở trong tay trái của Dương Diệp chính là Tàng Phong. Mà ở phía sau Dương Diệp là Thanh Thập Phương Vô Địch. Hai đao một kiếm. Hai đao một kiếm. Đồ Tể nhìn Dương Diệp, trong lòng có chút chấn động, có chút vui mừng bất ngờ, còn có một chút phức tạp. Chấn động là Dương Diệp lại có thể dùng hai thanh đao cùng một thanh kiếm nối tiếp hoàn mỹ, không có chút cách biệt, hơn nữa còn có thể phát huy được rất tốt uy lực của hai đao một kiếm này. Có thể nói với cách đánh này của Dương Diệp, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không chắc có thể chịu được. Vui mừng chính là Dương Diệp không bám vào một khuôn mẫu, đao và kiếm ở trong tay hắn được sử dụng không hề gặp bất kỳ cản trở nào, giữa hai loại cũng không có bất kỳ xung đột nào. Tuy vạn đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển, nhưng cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Khi Dương Diệp sử dụng hai loại lại dung hợp hoàn mỹ, không có bất kỳ vướng mắc nào. Đây là điểm làm hắn vui mừng bất ngờ. Dương Diệp tuy trở thành đệ tử của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ bắt Dương Diệp buông tha kiếm đạo. Kiếm đạo của Dương Diệp đã có thành tựu cao như vậy, bây giờ buông tha mới chính là kẻ ngốc. Mà hắn lo lắng chính là, kiếm đạo cùng đao đạo của Dương Diệp sẽ xung đột. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Diệp tuyệt đối không có xung đột gì. Mà điều khiển cho trong lòng hắn thấy phức tạp là Dương Diệp bằng chừng ấy tuổi, cảnh giới như thế mà đã nắm giữ chiến lược này. Không thể không nói còn mạnh hơn so với hắn trước đây rất nhiều. Mà thiên phú đao đạo của hắn còn vượt xa Dương Diệp. Sự thật chứng minh, thiên phú cũng không thể quyết định tất cả, lão già Lôi Thôi khẽ nói. Đồ Tể lại nhìn vết thương ở bụng mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, người có thể xuất sư. Xuất sư. Trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh. Tiền bối, hắn. Đồ Tể khẽ nói. Thời gian của các ngươi đã không còn nhiều nữa, mà thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trước căn nhà trúc, Thái Thẩm cùng lão già Lôi Thôi, và cả Đồ Tể đều đang ở đây. Các ngươi chắc hẳn rất tò mò về chỗ này, đúng không? Thái Thẩm hỏi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Nàng vẫn luôn tò mò về địa phương thần bí này. Thái Thẩm khẽ nói. Ở đây đã từng là một chiến trường thái cổ. Năm đó ở đây trải qua một cuộc chiến tranh khiến rất nhiều đại yêu thái cổ đại đế, kình thiên cự thần phải chết đi. Một đại năng trong đó tên là Thái Linh Thần, khi hắn chết đã sử dụng lực lượng cả đời để phong ấn chiến trường này. Sở dĩ hắn phong ấn chiến trường nơi này là vì hai mục đích, đầu tiên là không muốn người ngoài tiến đến. Nơi chiến trường này đã có rất nhiều cường giả chết đi. Hắn không muốn để cho người khác tới chà đạp thi thể của những cường giả, bao gồm thi thể của bản thân hắn. Mục đích thứ hai là không muốn để cho người ở đây cùng một vài cự yêu ra ngoài. Một lần đại chiến kia, có một vài người đã ngã xuống, nhưng còn có một ít thật ra vẫn còn sống. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Thật ra, thôn trang này của chúng ta cũng bị tai bay vạ gió. Lúc này, thôn trang này cũng không phải là một thôn trang, mà là một nước nhỏ. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá gần nên khi vị đại năng kia phong ấn,
đã phong ấn cả nước này vào trong. Thôn trang này của chúng ta chính là nước nhỏ đó. Vì sao người lại ít như vậy? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Thái Thẩm mỉm cười. Nhà đầu đừng quên, ở đây lại có vô số đại yêu. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Thái Thẩm khẽ nói. Trong nước nhỏ này cũng có cường giả, tuy nhiên lại yếu hơn rất nhiều so với những đại yêu Thái Cổ cùng Thái Cổ Đại Đế. Ngay từ lúc đầu, bọn họ muốn phá vỡ phong ấn, nhưng lại dẫn tới phong ấn của vị Thái Linh Thần để lại trấn áp. Thế giới này lại có rất nhiều đại yêu Thái Cổ, một lần kia có rất nhiều cường giả không ngừng ngã xuống, nước nhỏ này cũng không ngừng bị những đại yêu xung quanh cắn nuốt. Cho tới bây giờ, chỉ còn thôn chúng ta. Những đại yêu buông tha cho thôn này sao? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Thái Thẩm cười nói. Sao có thể như vậy được? Bọn họ không thể không buông tha, bởi vì ngay từ lúc đầu, khi những đại yêu muốn rời khỏi ở đây, nhưng lại dẫn tới phong ấn trấn áp, một ít đại yêu trực tiếp bị phong ấn giết chết, một ít đại yêu còn lại cũng bị thương nặng, lần đó cơ hội của chúng ta đã tới. Cường giả nước nhỏ này phản kích, tiêu diệt rất nhiều đại yêu đứng đầu. Sau này, đám đại yêu kia cũng bị tổn thương nặng nề. Chính vì vậy, loài người cùng đại yêu thu được một hòa bình khó có được. Vì sao người bên ngoài có thể tiến vào? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên lại hỏi. Bởi vì phong ấn bị phá hỏng. Thái Thẩm nói. Trước kia, loài người cùng đại yêu liên thủ phá phong ấn, một lần đó mặc dù không có phá hỏng phong ấn, nhưng lại làm linh của phong ấn này bị thương nặng, làm cho phong ấn mất thăng bằng, phong ấn co lại một chút, cũng chính vì vậy, chỗ này dần dần xuất hiện ở trong mắt người của thế giới bên ngoài. Người bên ngoài có thể tiến vào, cũng có thể ra ngoài, bởi vì Thái Linh Thần chỉ ra lệnh cho linh của phong ấn này không cho tất cả mọi sinh linh nơi đây ra ngoài. Không phải nói không cho người bên ngoài đi vào sao? Bạch Chỉ Tiên lại hỏi. Thái Thẩm cười nói. Người có thấy có ai đi tới thôn này mà lại ra ngoài không? Bạch Chỉ Tiên. Thái Thẩm nói. Phong ấn thu nhỏ lại, một phần bên ngoài thôn đã mở ra, nhưng thôn cùng phía sau núi tuyệt đối không mở ra. Thi thể bên ngoài thôn là do trước đây đối phương muốn vào thôn, đồ tể có lòng tốt bảo đối phương rời đi, đối phương không chỉ không rời đi, còn muốn giết người cướp của, trong lúc đồ tể nóng giận lại chém đối phương. Không đúng. Bạch Chỉ Tiên lại hỏi. Vương Nhị Nha có thể ra ngoài, chúng ta được nàng dẫn đến. Thái Thẩm im lặng. Lúc này, đột nhiên hít một tiếng. Nha đầu, đó là bởi vì ngươi không biết chỗ đặc biệt của Vương Nhị Nha. Tiểu nha đầu này rất đặc biệt, nàng là người duy nhất ở đây có thể ra ngoài. Không đúng, nha đầu điên này cũng không phải là người. Vậy nàng là gì? Bạch Chỉ Tiên tò mò hỏi. Ba người Thái Thẩm im lặng, liếc mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Thái Thẩm lại nói. Nhà đầu, linh của phong ấn này không phải không muốn ngăn cản nàng, mà là không dám ngăn cản. Thật ra nàng sớm có thể ra ngoài, nhưng lão thần côn lo lắng không cho nàng ra ngoài. Vương Nhị Nha còn nhỏ tuổi nên không biết thế đạo hiểm ác đáng sợ. Nếu để cho nàng một mình ra ngoài, trái lại là hại nàng. Cho nên, lão thần côn luôn giữ nàng lại bên người để chăm sóc, mãi đến khi các ngươi xuất hiện, nhưng đến bây giờ ta vẫn không biết tại sao hắn lại lựa chọn tiểu tử kia. Dù sao, trước kia đã từng có rất nhiều người đi tới đầu thôn, nhưng hắn không chọn ai cả. Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết. Thái Thẩm khẽ gật đầu, sau đó đứng lên. Nha đầu, người đi theo ta. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó vội vàng đi theo. Lúc này, Dương Diệp cũng vội vàng đứng lên, nhưng đồ tể lại kéo hắn lại. Ngươi chờ ở đây, ngươi. Đồ tể nói đến đây thì ngừng lại, tay cũng thả ra. Bởi vì Dương Diệp đã bắt đầu lấy đạo. Đây là tiết tấu muốn đánh nhau. Nhìn Dương Diệp đã đi theo bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, đồ tể lắc đầu. Tính thối của tiểu tử này không sửa đổi, sau này sợ rằng sẽ phải chịu thiệt. Ta ngược lại không thấy vậy. Người không ngoan độc thì không thể đứng vững được, người càng ngoan độc thì càng đứng ổn. Ta cảm thấy tiểu tử này sẽ có phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Đồ tể lắc đầu cười. Ta cũng chỉ mong vậy. Được Thái Thẩm dẫn đường, Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp đi tới trong một gian nhà trúc. Bên trong nhà trúc, Thái Thẩm liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn Bạch Chỉ Tiên. Nhà đầu, công pháp cùng một vài huyền kỹ của Trảm Tiên Tông, ta đều đã truyền thụ cho ngươi, sau khi ngươi ra ngoài phải chăm học khổ luyện, muốn đạt được trên giới chân cũng không phải quá khó khăn. Nói xong, nàng xoay người đi tới tháp trúc, chỉ trong giây lát,
nàng lấy một hộp ngọc màu trắng và đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Đây là... Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Thái Thẩm liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp, sau đó nói. Vòng tay Uyên Ương, sau khi tiên phu của ta qua đời, ta đã không đeo nó. Bây giờ, ta tặng nó cho ngươi cùng tiểu tử này. Sư phụ! Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta với hắn! Thái Thẩm khẽ lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này là một người trọng tình cảm, tuy hắn xem ngươi là nữ nhân khác, nhưng lấy loại tính cách này của hắn, nếu đã dám làm thì cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nữ nhân chúng ta, cả đời gặp được một người thích cũng không dễ dàng, nếu gặp phải thì đừng băn khoăn nữa. Sư phụ ta đã từng nói câu nào, tuy ta cảm thấy không đúng lắm, nhưng ngươi có thể nghe thử. Câu gì vậy? Bạch Chỉ Tiên tò mò. Thái Thẩm nói. Cho dù không thể thiên trường địa cửu, cũng muốn nắm giữ. Bạch Chỉ Tiên. Thái Thẩm khẽ nói. Nhà đầu, ngươi cũng là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng biết, ở trước mặt tiểu tử này. Ngươi lại giống như một tiểu thư khuê các dịu dàng. Sau khi ra ngoài, ta cũng không biết các ngươi có thể phát triển tới trình độ nào, tuy nhiên ta không hy vọng nghe được câu chuyện tệ hại gì đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta cũng tin tưởng mình không nhìn lầm người. Bạch Chỉ Tiên chậm rãi quỳ xuống. Sư phụ bảo trọng. Thái Thẩm mỉm cười. Không có việc gì, đến lúc đó nếu như linh của phong ấn này xảy ra vấn đề, có lẽ chúng ta lại có thể gặp mặt ở thế giới bên ngoài. Được rồi, ta không muốn nói nhiều nữa, đi đi. Bạch Chỉ Tiên lại bái lại Thái Thẩm, sau đó dẫn theo Dương Diệp rời khỏi nhà trúc. Dương Diệp lại dẫn Dương Diệp đi tới trước quầy thịt của Đồ Tể. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Đi thong thả. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó thi lễ với Đồ Tể rồi lật tay. Một thanh trường đao màu vàng xuất hiện ở trước quầy thịt của Đồ Tể. Đây là một vật vĩnh hằng mà hắn thu được ở chiến trường này. Đao rất dài, vừa vặn thích hợp cho Đồ Tể sử dụng. Nhìn thanh trường đao trên quầy thịt, Đồ Tể trực tiếp sửng sốt. Ở trên thân của thanh trường đao này có khắc hai chữ. Chữ có chút vặn vẹo, nhưng lại rất rõ ràng, hơn nữa rõ ràng mới khắc không lâu. Nhìn một lúc, Đồ Tể đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đầu thôn. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở bên cạnh hắn là lão già Lôi Thôi đang nằm ở trên ghế gỗ. Dương Diệp đột nhiên đi tới bên cạnh lão già Lôi Thôi, lần này hắn không dùng đao chém lão già Lôi Thôi, mà đặt một hồ lô mới ở bên cạnh lão già Lôi Thôi, bên trong hồ lô là rượu. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó kéo Dương Diệp đi về phía ngoài thôn. Chờ tới khi ra ngoài, hai người mới ngừng lại, cách đó không xa. Là một tiểu nữ hài cùng lão già đang đứng. Đó chính là lão thần côn cùng Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha cười hì hì. Gia Gia nói ta có thể đi chơi với các ngươi một thời gian. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão thần côn. Lão thần côn khẽ nói. Nhờ các ngươi vậy. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó nắm tay Vương Nhị Nha cùng Dương Diệp đi về phía bên ngoài. Phía xa, Vương Nhị Nha rất cao hứng, một lát sau. Nàng đột nhiên quay đầu lại, chỗ đầu thôn có một lão già đang đứng. Vương Nhị Nha ngẩn người một lát, nhưng chẳng bao lâu nàng lại nở nụ cười. Ra ra, chờ ta chơi mấy ngày sẽ trở lại. Nói xong, nàng xoay người cùng Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên biến mất ở phía xa. Đầu thôn, lão thần côn nhìn rất lâu rồi khẽ nói. Phải sống cho tốt đấy. Vừa dứt lời, tóc cả lão thần đầu côn chợt trắng bệch, sau đó rơi ra. Cơ thể hắn cũng bắt đầu thối nát. Qua rất lâu, một mảnh xương thú từ trong tay của lão thần côn rơi xuống. Băng băng. Đầu thôn. Lão già Lôi Thôi nằm ở trên ghế gỗ đột nhiên khẽ thở dài. Bên trong nhà trúc, Thái Thẩm từ từ nhắm hai mắt lại. Biết thiên mệnh dễ, ngược lại thiên mệnh mới khó. Trong thôn, trước quầy thịt, trong tay Đồ Tể đang cầm dao giết heo đột nhiên thoáng dừng lại. Ngươi rốt cuộc đã tính được gì? Sau khi Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên và Vương Nhị Nha rời đi, tất cả Vĩnh Hằng Tiên Thôn đột nhiên dần dần trở nên mờ ảo. Rất nhanh, cả Vĩnh Hằng Tiên Thôn cùng ngọn núi phía sau cũng đã biến mất. Mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp và Vương Nhị Nha đã đi tới một dãy núi lớn. Dọc đường đi, Vương Nhị Nha rất tò mò với thế giới bên ngoài, không ngừng hỏi này, hỏi kia.
Bạch Chỉ Tiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Gia gia của Vương Nhị Nha giúp Dương Diệp rất nhiều, bởi vậy Bạch Chỉ Tiên rất có thiện cảm với tiểu nha đầu này. Đột nhiên, ba người ngừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trong dãy núi xa xôi này bắt đầu chấn động, dần dần, mặt đất dưới chân ba người cũng bắt đầu rung lên. Rất nhanh, một vị kình thiên đại yêu xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên cũng không xa lạ gì vị đại yêu này. Đây là kẻ trước đây từng truy sát hai người bọn họ. Đầu người thân châu, giống như cột trống trời. Thật lớn. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Vương Nhị Nha kinh ngạc kêu lên. Lần đầu tiên ta thấy đại yêu lớn như vậy. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có phần nghiêm trọng. Tuy thực lực của nàng cùng Dương Diệp đều đã được nâng cao rất lớn, nhưng vị đại yêu này cũng không kém. Đặc biệt là lực lượng này đủ để hủy trời diệt đất. Không suy nghĩ nhiều, Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp cùng Vương Nhị Nha ẩn nấp. Bạch tỷ tỷ, người này sẽ khỏe chứ? Lúc này, Vương Nhị Nha liếc nhìn Dương Diệp, hỏi. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không thấy được hắn đã bình thường hơn rất nhiều rồi sao? Ngươi đừng mong gạt được ta. Vương Nhị Nha nói. Bây giờ sở dĩ hắn tương đối bình thường là bởi vì ý điên này bị trấn áp, không có cách nào đi ra quấy phá thôi. Nói đến đây, nàng lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó chạy tới bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, lặng lẽ nói. Ngươi nói xem, hắn có thể đột nhiên giết chúng ta không? Bạch Chỉ Tiên lắc đầu cười. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm vậy sao? Vương Nhị Nha khẽ nói. Nhìn thì không, nhưng cũng không thể nói chính xác được. Trước đây ta len lén quan sát hắn, có lần ta cùng hắn chạy vào sau trong núi, người biết ta nhìn thấy gì sao? Thấy gì? Bạch Chỉ Tiên hiếu kỳ nói. Đúng lúc này, dãy núi phía xa chấn động mạnh, Bạch Chỉ Tiên ngẩng đầu nhìn lên, vị đại yêu thái cổ mờ mịt nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Thật là lớn. Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Ngươi không sợ nó sao? Sợ. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt. Tại sao phải sợ chứ? Nó chỉ lớn thôi, cũng không phải quá lợi hại. Bạch Chỉ Tiên kỳ lạ liếc nhìn Vương Nhị Nha. Ngươi nói nó không lợi hại à? Vương Nhị Nha khẽ gật đầu. Nó chỉ là có vóc dáng lớn, nhưng không phải đặc biệt lợi hại. Bạch Chỉ Tiên còn muốn nói gì đó, mà vào lúc này, vị đại yêu thái cổ đột nhiên chạy về phía bên phía bọn họ. Bị phát hiện rồi sao? Bạch Chỉ Tiên hơi ngẩn người. Đúng lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên chạy ra ngoài, Bạch Chỉ Tiên thầm khiếp sợ. Nhị Nha mau trở lại. Lúc này, Vương Nhị Nha đã xuất hiện ở trước mặt vị đại yêu thái cổ này, không thể không nói, cơ thể nhỏ bé của Nhị Nha ở trước mặt vị đại yêu thái cổ thật giống như một con kiến đứng ở trước mặt một con người. Quá nhỏ bé. Nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ này, Nhị Nha cũng không sợ hãi, nàng trực tiếp đánh một quyền về phía vị đại yêu thái cổ này. Quyền ra, một lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của Vương Nhị Nha chấn động ra, thoáng cái, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy cho vị đại yêu thái cổ liên tiếp lùi lại phía sau mấy ngàn trượng. Đương nhiên, cũng lại tương đương với vị đại yêu thái cổ này lùi lại mấy bước mà thôi. Lúc này, vị đại yêu thái cổ này rõ ràng cũng tức giận, trực tiếp đánh một quyền về phía Vương Nhị Nha. Một quyền này đánh ra, tất cả chân trời đều bị che đi. Mà Vương Nhị Nha lại hoàn toàn không sợ hãi, giơ bàn tay nhỏ bé lên và đánh ra một quyền. Ở trên nắm đấm của nàng xuất hiện từng gợn ánh kim. Nắm đấm nhỏ vừa đánh ra, từ trong tay nàng có một lực lượng cường đại như núi lửa bạo phát, cuốn qua chân trời và trực tiếp đánh vào trên nắm tay của đại yêu thái cổ. Đại yêu thái cổ lại bị chấn động lùi lại vài bước, nhưng Vương Nhị Nha cũng bị đẩy lui đến bên cạnh Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Vương Nhị Nha nhìn nắm đấm của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại yêu thái cổ. Con vật lớn này còn rất giỏi đấy. Đúng lúc này, phía xa đại yêu thái cổ lại đột nhiên đánh một quyền về phía bên phía bọn họ. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó lui về phía sau của Dương Diệp. Ta đánh mệt rồi, ngươi tới đi. Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía đại yêu thái cổ. Thoáng cái. Một đường ánh sáng lạnh chợt lóe lên ở phía chân trời. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt của Bạch Chỉ Tiên cùng Vương Nhị Nha, Dương Diệp đột nhiên rút ra thanh thập phương vô địch sau lưng và bổ mạnh về phía dưới. Lúc này,
nắm đấm của đại yêu thái cổ đã tới. Ầm. Một đao hạ xuống, nắm đấm của đại yêu thái cổ trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, đại yêu thái cổ cũng lùi lại chừng 10 bước. Mà vào lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm thanh đao lớn này ném mạnh về phía xa. Suy. Một ánh đao màu đỏ tươi lóe lên ở phía chân trời, nó đi qua nơi nào, không gian liền trực tiếp bị cắt nhỏ ra. Tuy hình thể rất lớn, nhưng phản ứng của con đại yêu thái cổ kia cũng không chậm, khi thanh đao kia của Dương Diệp xẹt qua trời cao, tay phải của nó lại nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía chân trời. Ầm một tiếng, trời đất chấn động. Ầm. Thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp trực tiếp bổ vào trên nắm tay của đại yêu thái cổ, lực lượng mạnh mẽ lập tức làm đại yêu thái cổ bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, không chỉ có vậy, nắm đấm của đại yêu thái cổ còn trực tiếp nứt ra, nhưng chỉ bị rách ngoài ra, bởi vì tuyệt đối không thấy máu. Ngược lại, thanh đao kia của Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ngược về phía sau, trong không trung, tay phải của Dương Diệp duỗi ra, thanh đao lớn đang bay ngược về phía sau đã trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Ầm. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, không gian xung quanh hắn chấn động mạnh. Nhưng lực lượng cường đại trong đao lớn này đã bị hắn giảm bớt. Hắn rất lợi hại. Bên dưới, Vương Nhị Nha đứng bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên mỉm cười, sau đó nói. Trước đây, hắn còn không đỡ nổi một chiêu của vị đại yêu kia. Trước đây, khi nàng cùng Dương Diệp vừa gặp phải đại yêu thái cổ này, có thể nói là thậm chí không có sức đánh trả. Nhưng bây giờ, Dương Diệp đã có thể ngang sức ngang tài cùng đại yêu thái cổ này. Mà đại yêu thái cổ này ít nhất phải có giới chân cảnh. Phía chân trời, sau khi Dương Diệp cầm thanh thập phương vô địch, hắn đột nhiên biến mất, thoáng cái, từng ánh đao màu đỏ tươi không ngừng xẹt qua phía chân trời và đều nặng nề bổ vào trên thân của đại yêu thái cổ. Mà đại yêu thái cổ tuyệt đối không ngồi chờ chết, hai nắm đấm không ngừng vung vẩy, mỗi lần đảo qua, cả trời đất đều sẽ chấn động. Dần dần, trên thân của đại yêu thái cổ đã xuất hiện từng vết nứt. Vết đao. Vết đao trên thân đại yêu thái cổ càng lúc càng nhiều, nhưng lại không thấy máu, đủ thấy da dày tới mức nào. Ầm. Lúc này, trong dãy núi phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, đại yêu thái cổ trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp cũng ngừng lại. Trên thân đại yêu thái cổ đầy vết đao, nhưng nó cũng không có bị tổn thương gì quá nặng. Mà giờ phút này, Dương Diệp rõ ràng đã đánh tới mệt mỏi nên không ra tay nữa. Da nó quá dày. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn đại yêu thái cổ, sau đó nói. Không quan tâm tới nó nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng kéo Dương Diệp cùng Vương Nhị Nha đi về phía lối ra vĩnh hằng bí cảnh. Bây giờ, bọn họ không cần phải dây dưa cùng đại yêu thái cổ này. Nhưng đi được một lúc, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn, nàng bỗng nhiên xoay người, ở cách đó không xa, đại yêu thái cổ không ngờ lại đi theo sau. Tuy nhiên đối phương không ra tay. Bạch Chỉ Tiên nhíu mày. Nó muốn làm gì? Có cần ta hỏi giúp ngươi không? Vương Nhị Nha hì hì cười nói. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Vương Nhị Nha. Cẩn thận một chút. Vương Nhị Nha khẽ gật đầu. Sau đó thân hình của nàng run lên và xuất hiện ở trước mặt đại yêu thái cổ. Đồ lớn xác, ngươi muốn làm gì? Có phải muốn đánh nhau không? Ta cho ngươi biết, nếu như đánh nhau, ngươi đánh không nổi chúng ta, không cần người cầm đao phía dưới, ta cũng có thể đập chết ngươi. Đại yêu thái cổ chỉ vào Dương Diệp bên dưới. Linh! Linh! Vương Nhị Nha chớp chớp mắt. Có ý gì? Ngươi nói rõ một chút đi. Đại yêu thái cổ lại chỉ vào Dương Diệp. Linh! Linh! Vương Nhị Nha quay đầu lại nhìn Dương Diệp bên dưới, sau đó nói. Có phải ngươi cũng muốn đi ra ngoài chơi không? Đại yêu thái cổ! Vương Nhị Nha chỉ vào đại yêu thái cổ, sau đó lại chỉ vào Dương Diệp. Có phải ngươi muốn đi cùng hắn, theo hắn đi ra ngoài không? Linh! Đại yêu thái cổ chỉ vào Dương Diệp, mờ mịt nói. Vương Nhị Nha liếc nhìn đại yêu thái cổ, sau đó nói. Tên to xác này, sao ngươi có thể đần như vậy chứ? Không đúng, ngươi ăn gì lớn lên vậy? Thái cổ cự yêu. Qua rất lâu, Vương Nhị Nha chỉ vào mình. Nhỏ đi, hiểu không? Thu mình nhỏ đi. Đại yêu thái cổ im lặng một hồi lâu, đột nhiên thân thể hắn trực tiếp nhỏ đi một vòng lớn. Ánh mắt Vương Nhị Nha lập tức sáng lên. Đúng đúng, nhỏ đi,
nhỏ nữa đi. Cứ như vậy, không đến mấy chục hơi thở, một vị đại yêu thái cổ đã biến thành một tiểu yêu thái cổ có kích thước không khác gì Vương Nhị Nha. Bạch Chỉ Tiên nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Vương Nhị Nha chỉ vào mình. Theo ta, ta dẫn người đi ra ngoài chơi, chơi một thời gian rồi trở về. Đi. Nói xong, nàng xoay người đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Tiểu yêu thái cổ lại đi theo sau lưng nàng. Bạch Chỉ Tiên ngây người một hồi lâu, sau đó mới nói. Vậy, nó. Vương Nhị Nha nói. Nó muốn đi cùng chúng ta ra ngoài chơi, đi thôi, chúng ta dẫn nó đi ra ngoài chơi mấy ngày rồi thả cho nó trở về. Bạch Chỉ Tiên. Cứ như vậy, trên đường đi ra ngoài, phía sau ba người có thêm một con tiểu yêu thái cổ. Dọc đường đi, Bạch Chỉ Tiên nhiều lần len lén quan sát con tiểu yêu thái cổ kia, thấy nó rất yên tĩnh, lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vương Nhị Nha, cũng không nói một lời nào, cũng không ầm ĩ. Tuy nhiên, nó thỉnh thoảng sẽ tới gần Dương Diệp. Thật ra, nàng cũng không muốn con tiểu yêu thái cổ này đi theo, bởi vì nàng cũng không biết mục đích của nó là gì. Đối phương đi theo bọn họ thì nhất định phải có nguyên nhân, có mục đích. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đáp ứng, chủ động để cho đối phương đi theo, chung quy vẫn tốt hơn là đối phương tự mình đi theo. Cũng không lâu lắm, Bạch Chỉ Tiên ngừng lại. Ở cách nàng không xa là một cánh cửa tản ra ánh sáng u ám. Bọn họ đi qua cánh cửa này chính là Vĩnh Hằng Giới. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp. Không quan tâm bên ngoài có gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nói xong, nàng kéo tay của Dương Diệp đi về phía cánh cửa tản ra ánh sáng u ám kia. Mà lúc này, Vương Nhị Nha lại đột nhiên kinh hãi thét lên một tiếng, sau đó chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một tàn ảnh bước vào trong cánh cửa kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên biến sắc. Nhị Nha. Nói xong, nàng vội vàng kéo Dương Diệp xông tới. Sau lưng hai người, con tiểu yêu thái cổ kia nhìn cánh cửa và có chút do dự, có chút kiêng kỵ. Một lát sau, nó liếc nhìn phía chân trời xung quanh, sau đó đi từ từ qua. Khi sắp đi đến trước cửa, nó đột nhiên tăng nhanh tốc độ hơn, thoáng cái đã chui vào. Ở một chỗ hư vô, một ảo ảnh quỳ một chân trên mặt đất, tay che lồng ngực của mình. Ảo ảnh này đã duy trì tư thế đó rất lâu. Sau đó bàn tay đặt trên ngực của ảo ảnh chậm rãi thả lỏng ra, trong phút chốc, một vòi máu tràn ra. Ở chỗ ngực có một lỗ kiếm rất nhỏ. Qua rất lâu, ảo ảnh này đột nhiên khẽ nói. Kiếm thật mạnh. Răng rắc. Trong thiên địa dường như có gì đó bị nghiền nát, tất cả vĩnh hằng bí cảnh đều bị chấn động kịch liệt. Ảo ảnh này chính là linh của phong ấn, mà giờ phút này, phong ấn của vĩnh hằng bí cảnh lại yếu đi vài phần. Ở trong dãy núi mênh mông phía sau vĩnh hằng tiên thôn thỉnh thoảng có tiếng gầm thét giận dữ truyền ra. Linh tổ, linh tổ. Trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Giọng nói này chính là giọng nói của cửu u đế. Một vị linh tổ chưa trưởng thành, điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là khả năng vô hạn. Tuy nhiên, cửu u đế rõ ràng sẽ không bỏ qua như thế. Đặc biệt là lúc này, khi phong ấn lại yếu đi vài phần. Vĩnh Hằng Giới. Cường giả của sáu tộc vẫn ở trong Vĩnh Hằng Tiên Thành. Mà giờ phút này, Vương vẫn là người dẫn đầu đã biến thành Vương Ngôn Tiên. Chờ, cường giả của Tiên Phủ và sáu tộc đều đang chờ Dương Diệp đi ra. Lần này, có thể nói là cường giả của sáu tộc đều đã xuất hiện, mục đích của bọn họ chính là giết chết Dương Diệp, thật sự giết chết, không để cho Dương Diệp một chút cơ hội nào. 7 vị hư chân, 17 vị đạo chân cảnh bao vây tấn công một tổ cảnh. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Theo thời gian dần trôi qua, đột nhiên, cánh cửa truyền tống bắt đầu chấn động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này các cường giả ở đó đều mở mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cánh cửa truyền tống kia. Đặc biệt là thủy nguyên hình của thủy nguyên tộc, trong con mắt của hắn hoàn toàn không che giấu sát ý. Dương Diệp không chết, thủy nguyên tộc vĩnh viễn không sẽ được an bình. Cứ như vậy, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ trong đó vọt ra. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt khi nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn xinh xắn này. Cũng không phải là Dương Diệp. Người đi ra chính là Vương Nhị Nha. Ở chỗ cánh cửa ánh sáng, Vương Nhị Nha dùng sức lắc đầu nhỏ, thầm nói. Cái quỷ gì vậy, đầu thật choáng váng. Ngươi là ai? Lúc này, Vương Ngôn Tiên đột nhiên nói. Vương Nhị Nha dùng sức lắc đầu,
không để ý tới Vương Ngôn Tiên. Lúc này, trong đầu nàng ong ong, cảm giác này rất khó chịu. Vương Ngôn Tiên ở cách đó không xa liền nheo mắt lại và vung tay phải lên. Một kình phong trực tiếp chấn động về phía Vương Nhị Nha. Tốc độ này rất nhanh, luồng kình phong trực tiếp đánh vào trên thân Vương Nhị Nha. Nhưng Vương Nhị Nha lại không có bất kỳ chuyện gì, ngược lại luồng kình phong là trực tiếp bị đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Lúc này, Vương Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Vương Ngôn Tiên. Ngươi đánh ta làm gì? Vương Ngôn Tiên nheo mắt lại. Ngươi là ai? Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên xắn tay áo lên. Ta hỏi vì sao ngươi đánh ta? Trong đôi mắt Vương Ngôn Tiên chợt lóe lên một luồng sát ý, trong phút chốc, nó đột nhiên bấm tay điểm về phía Vương Nhị Nha. Một điểm này khiến một lực lượng cường đại từ đầu ngón tay hắn chấn động ra, trong nháy mắt liền đi thẳng tới trước mặt Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha lập tức nổi giận. Nàng giơ tay lên liền đánh ra một quyền. Ầm. Lực lượng kia lập tức bị một quyền của Vương Nhị Nha đánh nát, trong phút chốc, nàng đi thẳng tới trước mặt Vương Ngôn Tiên, sau đó liền đánh ra một quyền. Khi nhìn thấy Vương Nhị Nha dùng một quyền đánh nát lực lượng kia của mình, Vương Ngôn Tiên vẻ mặt lập tức thay đổi. Hắn biết mình quá khinh địch, hắn lập tức thu hồi lòng khinh thường, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh ngân thương, trong phút chốc, ngân thương giống như phát ra một tiếng sấm sét và đâm về phía nắm đấm của Vương Nhị Nha. Nắm đấm vừa mới tiếp xúc với thanh ngân thương, Vương Ngôn Tiên đột nhiên biến sắc. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngân thương trong tay Vương Ngôn Tiên trực tiếp gãy ra, cùng lúc đó, Vương Ngôn Tiên bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người ở đó thầm khiếp sợ, tất cả đều nhìn về phía Vương Nhị Nha. Lúc này, Vương Nhị Nha phủi tay, sau đó trừng mắt với Vương Ngôn Tiên. Tương ta dễ bắt nạt sao? Phía xa, Vương Ngôn Tiên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Vương Nhị Nha. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Nhị Nha hừ lạnh một tiếng. Ngươi quan tâm ta là ai làm gì? Trong đôi mắt Vương Ngôn Tiên hiện lên một sự che giấu. Ngươi có biết ta là ai? Ta là trưởng lão của tiên phủ, ngươi muốn đối địch với tiên phủ ta sao? Tiên phủ? Vương Nhị Nha nhíu mày lại, sau đó nói. Đó là thứ quỷ gì vậy? Rất lợi hại sao, Vương Ngôn Tiên? Vương Nhị Nha không để ý tới Vương Ngôn Tiên, mà quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa ánh sáng này. Sao còn chưa ra vậy? Đúng lúc nào, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên chấn động, lần này, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Một nữ tử đeo kiếm lớn cũng đột nhiên đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Thời gian dần trôi qua, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, hai bóng người xuất hiện ở đó. Khi nhìn thấy hai bóng người này, bầu không kinh khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương. Bởi vì hai người này chính là Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp, nhìn thấy tất cả mọi người ở đó, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức nghiêm trọng. Nàng đã đoán được có cường giả tập trung ở đây, nhưng không ngờ sẽ có nhiều cường giả như vậy. 7 tên hư chân cảnh và 17 vị cường giả đạo chân cảnh. Có thể nói cường giả của 6 tộc cơ bản đều tới đây. Các ngươi cuối cùng đã đi ra. Lúc này, Vương Nhị Nha chạy tới trước mặt Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên oán giận nói. Cái lối đi kia làm cho đầu ta rất choáng váng. Đúng rồi. Nói đến đây, nàng chỉ vào Vương Ngôn Tiên bên cạnh. Vừa rồi, người này còn đánh ta. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Vương Ngôn Tiên cách đó không xa, sau đó nói. Không ngờ được tiên phủ cũng tới. Chúng ta tất nhiên phải tới rồi. Vương Ngôn Tiên cười lạnh nói. Bạch Chỉ Tiên, ta ngược lại rất tò mò, cuối cùng là ai cho ngươi lá gan khiến ngươi cũng dám đi cùng với Dương Diệp này? Sao vậy, là Bạch Đế Thành ngươi đã chán sống rồi, hay là Bạch Chỉ Tiên ngươi đã chán sống rồi? Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Vương Ngôn Tiên. Tốc độ của hắn quá nhanh. Làm cho tất cả mọi người ở đó đều không kịp lấy lại tinh thần. Trong lòng Vương Ngôn Tiên hoảng hốt, hai tay chồng lên nhau và đánh mạnh về phía trước. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm lấy thập phương vô địch phía sau lưng và rút ra, sau đó bổ mạnh về phía trước. Một đao hạ xuống. Ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, Vương Ngôn Tiên trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, cuối cùng đập vào trên tường thành lập tức sụp xuống. Ầm. Vương Ngôn Tiên rơi xuống đất,
cả mặt đất lập tức bị đập thành một hố sâu. Trong hố sâu, Vương Ngôn Tiên vỡ ra. Phải nói rằng, giờ phút này Vương Ngôn Tiên mặc dù không chết, nhưng sợ rằng kinh mạch đã vỡ nát, không chỉ kinh mạch mà xương cốt toàn thân cũng vậy. Hắn đỡ một đao vừa rồi của Dương Diệp. Cái giá phải trả chính là xương cốt và kinh mạch toàn thân vỡ vụn. Ngoài ra, cơ thể Vương Ngôn Tiên giống như thủy tinh bị đánh mạnh, tuy vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, nhưng đầy vết rạn, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi cơ thể, trong giây lát dưới người hắn liền xuất hiện một vũng máu loãng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều hoàn toàn ngây người. Đao! Dương Diệp không phải dùng kiếm sao? Trong đầu các cường giả của sáu tộc đều xuất hiện một nghi vấn. Đương nhiên, nghi ngờ lớn hơn nữa là tại sao Dương Diệp lại trở nên mạnh như vậy? Một đao! Dương Diệp dùng một đao liền chém Vương Ngôn Tiên thành tàn phế cấp 10. Vương Ngôn Tiên là cường giả hư chân cảnh đấy. Từ lúc nào, cường giả hư chân cảnh lại kém như vậy? Tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, bọn họ cảm thấy Dương Diệp trước mắt không thật lắm. Vương Nhị Nha nuốt nước bọt, sau đó trở lại bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Nàng biết, chọc Dương Diệp cũng đừng chọc Bạch Chỉ Tiên, ai chọc Bạch Chỉ Tiên thì Dương Điên sẽ nổi điên. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn, chính ra ra nàng nói chuyện với Bạch Chỉ Tiên cũng phải khách khách khí khí, không chỉ ra ra nàng, cho dù là đồ tể cùng lão giả Lôi Thôi cũng vậy. Không thể lớn tiếng với Bạch Chỉ Tiên. Nếu không Dương Diệp này sẽ lập tức rút đao. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Ngôn Tiên, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp nắm trường đao trong tay bổ xuống đầu của Vương Ngôn Tiên. Một đao hạ xuống. Khóe mắt Vương Ngôn Tiên muốn nứt ra. Không. Suy. Ở trong ánh mắt mọi người, cơ thể Vương Ngôn Tiên trực tiếp phân ra làm hai nửa. Máu tươi văng ra khắp nơi. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lại chém tới một đao. Suy, cơ thể Vương Ngôn Tiên từ hai nửa biến thành bốn nửa. Máu thịt văng ra tung tóe. Nhưng Dương Diệp vẫn không có ngừng tay, lại một đao bổ mạnh xuống. Suy 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 suy, ở đó vang lên từng tiếng đao bổ xuống. Vương Nhị Nha nuốt nước bọt. Hắn đang học đồ tể chặt thịt lợn. Chặt thịt lợn, Vương Nhị Nha đã từng thấy đồ tể chặt thịt cũng giống như Dương Diệp bây giờ. Nhưng Dương Diệp bây giờ chặt không phải là thịt lợn, mà là thịt người đấy. Ở đó yên lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng đao của Dương Diệp bổ xuống. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp nhưng không ngăn cản, bởi vì nàng biết rất rõ ràng, nếu như nàng cùng Dương Diệp rơi vào trong tay của tiên phủ sẽ có kết quả thế nào. Ngươi không ngoan độc với người khác lại ngoan độc với ngươi. Chỉ trong giây lát, sau khi Dương Diệp bổ mạnh một hồi, Vương Ngôn Tiên đã trở thành một đống thịt vụn. Thịt vụn người chân chính đấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cường giả của sáu tộc cách đó không xa bình tĩnh tới mức kỳ lạ, không biết các cường giả đang suy nghĩ gì, Dương Diệp đã không phải là Dương Diệp trước đây. Bọn họ không biết Dương Diệp rốt cuộc trải qua chuyện gì trong Vĩnh Hằng bí cảnh, nhưng có thể xác định được một điểm là Dương Diệp giờ phút này đã không phải là Dương Diệp trước đây. Dương Diệp bây giờ quả thực thâm sâu khó lường. Các vị, đúng lúc này, Thủy Nguyên hình của Thủy Nguyên tộc đột nhiên đứng dậy. Các vị muốn buông tha sao? Các cường giả nhìn về phía Thủy Nguyên hình. Thủy Nguyên hình cười lạnh nói. Các vị, bây giờ không giết chết hắn, sau này còn có cơ hội không? Bây giờ chúng ta không liên thủ là muốn chờ sau này hắn tiêu diệt từng tộc sao? Hay là các vị cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các vị? Nghe vậy, vẻ mặt các cường giả dần dần trở nên lạnh lùng. Giống như Thủy Nguyên hình nói. Bọn họ thật ra đã không có đường lui. Không phải Dương Diệp chết thì chính là bọn họ chết, bởi vì bây giờ cho dù bọn họ cầu xin Dương Diệp tha thứ, Dương Diệp cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hoặc là Dương Diệp chết, hoặc là bọn họ chết. Nghĩ đến đây, các cường giả ban đầu vốn có chút do dự, lòng giết người đã trở nên kiên định. Bây giờ, cơ bản các cường giả của bọn họ đều ở đây, cũng là thời điểm tốt nhất để bao vây tấn công Dương Diệp. Mọi người lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự lạnh lùng cùng sát ý. Phía xa, Dương Diệp ngừng lại, ở dưới chân hắn là một bãi thịt nát, hắn đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên, trong tay cầm theo thanh thập phương vô địch này. Thủy Nguyên hình liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Các vị tộc trưởng cùng ta toàn lực tiêu diệt Dương Diệp, những người khác bắt Bạch Chỉ Tiên. Vừa dứt lời, sáu khí thế cường giả hư chân cảnh mạnh mẽ cuốn ra ngoài.
sáu áp lực trực tiếp nghiền ép về phía trước. Lấy thế đè người. Mà phía sau sáu áp lực mạnh mẽ này là sáu gã cường giả hư chân cảnh. Sáu gã cường giả hư chân cảnh ra tay cùng lúc phải kinh khủng tới mức nào. Chỉ là uy áp thôi đã làm cho tất cả Vĩnh Hằng Tiên Thành bắt đầu chấn động mãnh liệt. Sáu người đều không nương tay, hiển nhiên muốn một đòn giết chết Dương Diệp. Trước mặt Bạch Chỉ Tiên, sắc mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, khi sáu áp lực mạnh mẽ đi tới cách mặt hắn một trượng, hai tay của Dương Diệp đột nhiên nắm lấy thập phương vô địch và quét mạnh một vòng về phía trước. Một đao ra, sáu áp lực mạnh mẽ lập tức bị chém phá, uy lực mạnh mẽ của một đao này trực tiếp ép cho sáu người thủy nguyên hình phải dừng lại. Mà lúc này, 17 tên cường giả đạo chân cảnh xung quanh cũng đã lao về hắn cùng Bạch Chỉ Tiên. Mục tiêu của 17 người này chính là Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên bình tĩnh, trong mắt không hề dao động. Đúng lúc này, thập phương vô địch trong tay Dương Diệp trực tiếp chém về phía 17 người này. Suy, một ánh đao màu đỏ tươi chợt lóe lên. Phía xa, tên cường giả đạo chân cảnh xông lên đầu tiên đã không kịp né tránh, lập tức trực tiếp bị ánh đao máu này chém thành hai đoạn. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước thanh thập phương vô địch này. Hai tay hắn nắm thập phương vô địch và bước tới bổ mạnh về phía trước. Suy, lại là một cường giả đạo chân cảnh lập tức bị chém thành hư vô. Ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Một đao hạ xuống, tay của Dương Diệp trực tiếp thả lỏng ra, sau đó chân phải đá mạnh vào trên sống đao của thập phương vô địch. Suy, thập phương vô địch lập tức phá không bay đi, một cường giả đạo chân cảnh vọt tới trước mặt Dương Diệp lập tức biến sắc, trường thương trong tay hắn đâm về phía trước mặt. Lực lượng của cả đời. Một thương này tập trung hết tất cả sức lực của cường giả đạo chân cảnh này, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không tiếp nổi một đao này của Dương Diệp thì hắn phải chết. Nhưng khi trường thương trong tay hắn tiếp xúc được thanh đao này, hắn liền tuyệt vọng. Trường thương ầm ầm nổ tung, đao máu chợt lóe lên. Suy. Cơ thể của cường giả đạo chân cảnh kia trực tiếp biến thành hai nửa, máu tươi theo ngũ tạng bắn xuống đầy đất. Bắt Bạch Chỉ Tiên. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hình cách đó không xa đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Trong phút chốc, hắn cùng sáu gã cường giả hư chân cảnh bên cạnh trực tiếp xông về phía Bạch Chỉ Tiên. Sáu áp lực mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt lấy không gian chỗ của Bạch Chỉ Tiên. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Vương Nhị Nha chớp chớp mắt và muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Nhìn thấy Dương Diệp, sáu người Thủy Nguyên Hình liền biến sắc, nhưng không một ai lùi bước. Lúc này, bọn họ đã không thể rút lui được nữa. Lúc này, hai chân Dương Diệp đột nhiên chậm rãi di chuyển sang hai bên. Trong phút chốc, hắn nắm đao lớn chợt bổ về phía trước. Một đao hạ xuống, sáu người Thủy Nguyên Hình lập tức bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Mà lúc này, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một ánh đao phóng lên cao, lao thẳng vào trong trời mây, trong phút chốc. Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở trong Vĩnh Hằng Tiên Thành. Uy áp hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt cường giả của sáu tộc lập tức trở nên rất khó coi. Không ngờ Dương Diệp này đã mạnh mẽ đến như vậy. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chợt có một đao khí dài đến gần nghìn trượng đột nhiên lao xuống. Nhất đao cách thế. Tuy đao khí nhỏ hơn trước tới 10 lần, nhưng uy lực kia lại mạnh hơn so với lần trước hắn thi triển ra. Ép lại. Sau khi Dương Diệp ép lực lượng lại, không chỉ uy lực lớn hơn nữa, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là với cá nhân hắn, bởi vì lực lượng của hắn hiện nay có hạn, không thể không ép lại. Nhìn thấy đường đao khí kia rơi xuống, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Một đao này hạ xuống, trời đất phân thành hai nửa. Bên dưới, Thủy Nguyên Hình biến sắc, hắn cùng tộc trưởng của năm tộc đều dựa sát vào nhau. Ầm 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 ầm. Năm bàn tay khổng lồ kèm theo năm khí tức cường đại phóng lên cao, nghênh đón đường đao khí kia. Trong không trung, đao khí hạ xuống. Năm bàn tay khổng lồ này trực tiếp bị chém nát, năm khí tức cũng hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt, đao khí trực tiếp hạ xuống. Bên dưới, trong lòng sáu người kia hoảng hốt, năm người không ra tay, mà là thân hình run lên, thoát đi. Đao khí rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, cả Vĩnh Hằng Tiên Thành trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Dương Diệp hạ xuống đất, xuất hiện ở bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, sắc mặt của hắn có phần trắng bệch, một đao này vẫn khiến hắn bị tiêu hao quá lớn,
Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình cách đó không xa. Sắc mặt Thủy Nguyên Hình đại biến, lập tức nói. Rút lui. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà sau lưng hắn là cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc. Trước đó, hắn không hiểu rõ nhiều về thực lực của Dương Diệp, theo hắn thấy, cho dù Dương Diệp có nghịch thiên, cũng không có khả năng chống lại nhiều cường giả như vậy trong thời gian ngắn. Bởi vậy, bọn họ nghĩ mình có cơ hội giết chết Dương Diệp. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã suy nghĩ nhiều rồi. Cường giả hư chân cảnh đã không thể chống lại Dương Diệp lúc này. Bởi vậy, Thủy Nguyên Hình quyết định lựa chọn trốn. Không chỉ Thủy Nguyên Hình, tộc trưởng của 6 tộc xung quanh cũng quyết định thật nhanh, lựa chọn trốn. Nhưng Dương Diệp lại không chịu bỏ qua. Hắn trực tiếp ném thanh đao lớn trong tay về phía tên cường giả đạo chân cảnh gần nhất. Đao phá trời cao. Ngoài nghìn trượng, một ánh đao đỏ như máu lướt qua gáy của một cường giả đạo chân cảnh. Suy. Cơ thể của cường giả đạo chân cảnh này lập tức phân ra làm hai nửa. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái, cả người hóa thành một tàn ảnh biến mất ở chân trời phía xa. Suy suy suy. Trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ở phía chân trời, theo đó, từng cái đầu đầm đìa máu từ phía chân trời rơi xuống. Đạo chân cảnh. Cường giả đạo chân cảnh của 6 tộc đều ngã xuống. Tuy nhiên, tộc trưởng của 6 tộc cũng đã kịp chạy trốn. Nếu như Dương Diệp muốn đuổi theo cường giả hư chân cảnh, tất nhiên cũng sẽ đuổi kịp, nhưng hắn không đuổi theo, mà lựa chọn giết cường giả đạo chân cảnh. Vì hắn nghĩ bọn họ dễ giết hơn. Máu tươi nhuộm đầy trên mặt đất. Dương Diệp hạ xuống trước mặt Bạch Chỉ Tiên, thập phương vô địch trong tay hắn càng đỏ hơn. Không chỉ có vậy, những máu tươi xung quanh đột nhiên tập trung về phía thập phương vô địch, mà linh hồn không trọn vẹn cùng oán khí của những cường giả đã chết đi đều bị những oán linh trong thanh thập phương vô địch kia hấp thu. Mỗi lần chiến đấu, chỉ cần giết người thì thập phương vô địch của hắn cùng những hướng oán linh kia sẽ được tăng cường một phần. Đặc biệt oán linh của hắn hấp thu càng nhiều oán khí cùng sát khí của cường giả cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lúc này, lối đi không gian phía sau ba người đột nhiên chấn động, rất nhanh, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của ba người nhìn, con tiểu yêu thái cổ kia cũng chạy ra. Vương Nhị Nha thoáng cái đã chạy đến trước mặt con tiểu yêu thái cổ kia, sau đó vỗ nhẹ vào đầu nó. Tên to xác, giờ đánh xong rồi ngươi mới ra ngoài, thật là. Tiểu yêu thái cổ. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên quay đầu lại, nơi đó có một nữ tử mặc vải váy đeo kiếm lớn đang chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người này, Bạch Chỉ Tiên hơi nhíu mày. Người tới chính là Kiếm U. Nàng đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng vừa rồi. Lúc này, ở trong lòng nàng cũng đặc biệt chấn động. Dương Diệp thay đổi quá lớn. Ngươi là ai? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Kiếm U liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Các nàng bảo ta tới giúp hắn khôi phục thần trí. Khôi phục thần trí. Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc. Ngươi có thể làm được sao? Kiếm U liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Ta có thể dùng bí pháp tăng kiếm ý của hắn lên tới đạo chân cảnh, kiếm ý của hắn tạm thời đạt được đạo chân, có lẽ có thể ép ngược ý điên, nếu như có thể ép ngược, thần trí của hắn sẽ khôi phục. Ta từ chối. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nói. Kiếm U nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên lại không để ý tới Kiếm U, kéo Dương Diệp cùng Vương Nhị Nha xoay người rời đi. Nhưng rất nhanh, nàng đã ngừng lại, Kiếm U xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì sao? Kiếm U hỏi. Bạch Chỉ Tiên nắm thật chặt tay của Dương Diệp. Tránh ra. Kiếm U nheo mắt lại, tay nàng đã đặt ở bên trên thanh kiếm lớn phía sau lưng, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm bổ về phía Kiếm U. Thanh kiếm lớn sau lưng Kiếm U đột nhiên được điều động. Ầm. Đao kiếm va chạm vào nhau, không gian trước mặt hai người trực tiếp nổ tung ra. Nhưng trong hai người lại không hề lùi lại. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm Kiếm U. Nhị Nha, nếu như nàng ra tay, người giúp ta giết nàng được không? Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó quay đầu liếc nhìn Kiếm U. Được. Nàng dĩ nhiên là đứng ở bên phía Bạch Chỉ Tiên, bởi vì gia gia nàng đã nói qua với nàng, cố gắng theo Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, xem bọn họ là bằng hữu. Kiếm U quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên từ từ nhắm hai mắt lại. Các hạ, ta chỉ là không muốn hắn rời đi mà thôi. Đừng ép ta. Hắn còn có người thân. Lúc này, Kiếm U trầm giọng nói.
Ngươi có thể từng nghĩ người thân của hắn không? Người thân? Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ. Kiếm U thu kiếm lại và lùi sang một bên, sau đó nói. Ngươi phải hiểu, hắn không có khả năng cả đời như vậy. Đây trước sau không phải là hắn, hơn nữa, nếu như sau này hắn khôi phục thần trí, biết hôm nay ngươi ngăn cản hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ thế nào? Bạch Chỉ Tiên im lặng, đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kiếm U, trong phút chốc, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch bổ mạnh về phía nàng. Một đao hạ xuống. Không gian trực tiếp bị vỡ ra. Kiếm U không hề sợ hãi, trong chớp mắt khi đao của Dương Diệp hạ xuống, nàng đột nhiên rút kiếm lớn phía sau lưng ra và cũng bổ mạnh. Đao và kiếm va chạm vào nhau. Ầm, cả mặt đất vỡ nhỏ. Lúc này, Kiếm U đột nhiên buông lỏng tay ra, ngay sau đó, tay phải của nàng đặt ở bên thắt lưng khẽ giật, một điểm kiếm quang lập tức tới trước ngực của Dương Diệp. Nhanh như tia chớp, lại ở trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, Kiếm U lại thoáng biến sắc, chân phải của nàng nhẹ nhàng xoay tròn. Suy, một tàn ảnh đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Tàn ảnh này chính là Kiếm U. Kiếm U cúi đầu nhìn, ở chỗ bụng của nàng có một vết đao mờ. Ở phía xa, trong tay Dương Diệp đã nắm một thanh trường đao lúc ẩn lúc hiện, nhưng ở trước ngực hắn vẫn có một lỗ kiếm. Kiếm của Kiếm U dễ dàng xuyên thủng cơ thể của hắn. Kiếm U ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra ngươi đã thu được không ít kỳ ngộ ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Phía xa, Dương Diệp lại muốn ra tay, lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nói. Có thể. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó cười nói. Là ta quá tham, nàng nói không sai, ngươi không thể cứ như vậy được. Ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, nàng nhìn về phía Kiếm U. Ta xin lỗi về chuyện lúc trước. Kiếm U thu hồi kiếm, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ý điên của hắn từng được người trấn áp, điều này là một chuyện tốt đối với chúng ta. Tuy nhiên, điều này cần hắn phối hợp, chỉ có bản thân hắn phối hợp, kiếm ý của hắn mới có thể được tăng lên tới đạo chân cảnh, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể lợi dụng kiếm ý thức tỉnh lại thần trí của mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, hai tay chậm rãi nâng gương mặt của Dương Diệp lên nhìn một lát, ánh mắt Bạch Chỉ Tiên dần dần trở nên ngây dại. Hoàng hôn trước đó không ngừng ở xuất hiện trong đầu Bạch Chỉ Tiên. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên mỉm cười. Bắt đầu đi. Kiếm U khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải của nàng đặt ở nơi mi tâm của Dương Diệp. Ầm, một kiếm ý cường đại đột nhiên giống như thủy triều trào về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức trợn tròn. Rất nhanh, một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, đó chính là ý điên. Theo ý điên xuất hiện, kiếm ý của Kiếm U bị ngăn cản, không chỉ có vậy, ý điên còn đang điên cuồng tấn công kiếm ý của Kiếm U. Bảo hắn gọi kiếm ý trong cơ thể. Kiếm U đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm ý, gọi kiếm ý. Kiếm ý. Thân thể Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ở sâu bên trong cơ thể hắn, luồng kiếm ý vốn bị ý điên chấn áp đột nhiên sao động. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, ý điên không thể bình tĩnh được nữa. Ầm, một ý điên mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Kiếm U. Nó muốn giết chết Kiếm U. Kiếm U nhíu mày, bấm tay nhẹ nhàng rạch một cái, một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Suy, luồng ý điên này trực tiếp bị phá. Nó dù sao chỉ là một ý cảnh, không được Dương Diệp ủng hộ, uy lực của nó trước sau chỉ có hạn. Bây giờ có thể nói Dương Diệp cùng Kiếm U đang liên thủ trấn áp ý điên. Sau khi hai người liên thủ, toàn thân Dương Diệp dần dần xuất hiện kiếm ý, tuy rất ít nhưng đã xuất hiện. Nhưng ngay vào lúc này, thập phương vô địch trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, rất nhiều oán linh từ trong đó lao ra, rất nhanh, những oán linh lại muốn xông về phía Dương Diệp. Kiếm U nheo mắt lại, giơ tay lên liền chém ra một kiếm này trực tiếp đẩy lui những oán linh kia, nhưng chẳng bao lâu, những oán linh kia lại xông về phía Dương Diệp, không chỉ có vậy, thân thể Dương Diệp cũng chấn động càng lợi hại hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm U nhíu mày và nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Ngươi ra tay. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, thân hình run lên và xông về phía những oán linh kia. Ầm,
Nhưng vừa vọt tới trước mặt những oán linh kia, Bạch Chỉ Thiên đã bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, những oán linh kia lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vẫy tay phải một cái, những oán linh kia đều đi tới trong lòng bàn tay hắn, tuy nhiên, hắn tuyệt đối không hấp thu những oán linh này, mà tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Rất nhiều oán linh trực tiếp bị đánh bay, từng tiếng ai oán không ngừng vang lên ở trong không trung. Giờ phút này, những oán linh kia không dám xông về phía Dương Diệp, nhưng cũng không rời đi, chỉ yên tĩnh bồng bềnh ở cách đó không xa. Giờ phút này, bọn chúng hình như hiểu rõ ai mới là chủ nhân chân chính. Không có những oán linh giúp đỡ, Ý Điên lập tức sốt ruột. Nó không ra tay với kiếm U, mà đều trào trở lại trong cơ thể Dương Diệp, bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí của Dương Diệp. Nhưng lúc này luồng kiếm ý trên thân Dương Diệp đã càng lúc càng mạnh. Cộng thêm Bạch Chỉ Tiên ở bên cạnh, Dương Diệp tuyệt đối không bị Ý Điên ảnh hưởng. Ban đầu, tất cả đều phát triển theo phương diện tốt, nhưng dần dần, vẻ mặt kiếm U thay đổi. Bởi vì Ý Điên bắt đầu làm loạn. Dương Diệp cũng không thể hoàn toàn trấn áp Ý Điên, dù sao bây giờ hắn không hoàn toàn tỉnh táo. Dương Diệp nhíu chặt chân mày, trên mặt đã xuất hiện vẻ đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Thiên thầm khiếp sợ và đang muốn nói, lúc này, luồng Ý Điên này tự nhiên bắt đầu thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Thiên hoảng hốt nên vội vàng nói. Dừng lại! Kiếm U cũng thoáng biến sắc, nàng cũng không ngờ được Ý Điên lại muốn đốt Ý. Nếu như nó đốt Ý, Dương Diệp nhất định sẽ phải trả giá đắt. Không hề nghi ngờ, Ý Điên muốn chọn cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Im lặng trong chớp mắt, Kiếm U muốn dừng lại, mà vào lúc này, Kiếm U tay thoáng dừng lại và nhìn về phía trong cơ thể Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đớ là... Một ánh sáng đỏ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao. Sát ý. Theo sát ý này phóng lên cao. Một kiếm ý đột nhiên thoát khỏi áp chế của Ý Điên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra. Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Chỉ Tiên cùng Kiếm U, hai luồng ý cảnh đột nhiên nhào qua về phía Ý Điên. Giờ phút này, kiếm ý được sự giúp đỡ của Kiếm U đã tăng lên đến đạo chân cảnh, bởi vậy, khi sát ý cùng kiếm ý liên thủ đánh về phía Ý Điên lập tức buồn bực. Ban đầu sát ý cùng kiếm ý có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung, hai luồng ý cảnh tranh đấu đã lâu. Nhưng lúc này, sát ý cùng kiếm ý tự nhiên liên thủ. Bởi vậy có thể thấy được, sát ý cùng kiếm ý căm giận Ý Điên tới mức nào. Đã lâu như vậy, Ý Điên phong ấn bọn chúng sao có thể nhịn được cơn giận này. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, sát ý cùng kiếm ý trực tiếp trấn áp Ý Điên đến trong cơ thể Dương Diệp. Cơ thể Dương Diệp đang chấn động dần dần bình tĩnh lại. Kiếm U thu tay về và nhìn Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên cũng nhìn Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, mức độ cơ thể chấn động càng lúc càng nhỏ, cứ như vậy không biết qua bao lâu, thân thể Dương Diệp hoàn toàn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, luồng sát ý cùng kiếm ý cũng trở về quanh người hắn. Kiếm ý và sát ý trở về. Bên cạnh Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên chậm rãi nắm chặt tay ngọc lại. Nàng làm cho Dương Diệp tỉnh táo lại, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ sau khi Dương Diệp tỉnh lại, nàng phải đối mặt thế nào với Dương Diệp. Phải biết rằng lúc Dương Diệp tỉnh táo có thể nói là kẻ địch của nàng. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Chỉ Tiên cùng Kiếm U, dần dần, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giờ phút này, nàng cảm giác tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Mà lúc này, hai mắt Dương Diệp lại chậm rãi nhắm lại, im lặng một lát, hắn đột nhiên xoay người rời đi. Dương Diệp! Bạch Chỉ Tiên buột miệng nói ra. Dương Diệp dừng bước. Nàng chết rồi, thứ lỗi cho ta không thể chàng chàng thiếp thiếp với nữ nhân khác vào lúc này, hãy chờ ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nở nụ cười, cũng không phải là cười nhợt nhạt, mà là nụ cười thật lòng sung sướng. Kiếm U nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, cảm thấy không hiểu. Bạch Chỉ Tiên nhìn phía chân trời, khẽ nói. Đây mới là nam nhân. Nam nhân mà Bạch Chỉ Tiên ta yêu mến. Giờ phút này, Kiếm U đã hiểu rõ. Một nam nhân, nếu như có thể vô tình với một nữ nhân khác, vậy hắn lại rất có thể cũng vô tình với ngươi. Kiếm U liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Theo ta quay về vùng đất kiếm khư. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Kiếm U khẽ nói. Tiên phủ có thể sẽ nhằm vào ngươi,
sau đó dùng ngươi tới áp chế hắn. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người kiếm u đi tới vùng đất kiếm khư. Lúc này, Tiểu Bạch dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt kiếm u, theo sát phía sau là đám người kiếm kinh, Tô Thanh Thi. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, mắt Phương Nhị Nha nhất thời sáng lên, sau đó nàng tò mò không ngừng quan sát Tiểu Bạch, Tiểu Yêu Thái Cổ lại chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch không để ý tới hai người này, mà bay đến trước mặt kiếm u, móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy. Kiếm u liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Hắn khôi phục lại rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó ôm lấy kiếm u và hôn một cái. Kiếm u. Lúc này, Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào kiếm hồ, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kiếm kinh vội vàng đi theo, Vương Nhị Nha cùng Tiểu Yêu Thái Cổ cũng vội vàng đi theo. Tử Nhi lại muốn ngăn cản, kiếm u khẽ nói. Không cần lo lắng, có tiểu cô nương cùng Tiểu Ngưu Yêu ở đó, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không làm gì được nàng. Hơn nữa, có thể hắn cần tới sự giúp đỡ của bọn họ. Sáu tộc được truyền thừa nhiều năm như vậy, sẽ không thể không có thủ đoạn ép dưới đáy hòm. Tử Nhi do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Thủy Nguyên tộc, Thủy Nguyên thành. Đột nhiên, một nam tử đeo thanh đao lớn xuất hiện ở cách cửa Thủy Nguyên thành không xa. Sắc mặt nam tử không hề thay đổi, chậm rãi đi về phía Thủy Nguyên thành. Lúc này, Thủy Nguyên hình xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút thanh đao lớn phía sau lưng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên hình. Ngày hôm nay, ta không nói chuyện khác chỉ giết người, đánh đến Thủy Nguyên thành của ngươi không có ai. Không nói chuyện khác, chỉ giết người. Thủy Nguyên hình nheo mắt lại, bên trong tròng mắt dần dần hiện ra sát ý. Chuyện này căn bản không có khả năng giải hòa. Ầm ầm. Lúc này, mặt đất bên ngoài Thủy Nguyên thành đột nhiên bắt đầu chấn động. Mặt đất dưới chân của Dương Diệp nứt ra, cùng lúc đó, tất cả những ngôi sao ở phía chân trời mờ đi, ngôi sao đều hiện. Một ánh sao rất lớn xuất hiện ở trên phía chân trời xa xôi, mà sâu trong tinh không vũ trụ, vô số lực ngôi sao liên tục tập trung về phía trận pháp này. Một uy áp vô tận đột nhiên từ phía chân trời kia tản ra. Theo lực ngôi sao không ngừng tràn vào, uy áp này lại càng lúc càng mạnh. Mà mặt đất ở dưới lưới chân của Dương Diệp tách ra, rất nhiều lửa nham thạch nóng chảy phóng lên cao, trong nháy mắt, xung quanh Dương Diệp liền bị lửa nham thạch nóng chảy bao trùm. Ầm ầm, cả mặt đất điên cuồng chấn động, lực lượng mặt đất không ngừng tập trung về phía Dương Diệp. Ngoài ra, ở trong Thủy Nguyên thành này có rất nhiều cột ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, trên không trung Thủy Nguyên thành xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng rất lớn. Rất nhiều lực lượng mạnh mẽ không ngừng tập trung về phía vòng xoáy ánh sáng rất lớn này. Nơi những lực lượng này phát ra dĩ nhiên là cường giả Thủy Nguyên tộc. Bây giờ có thể nói Thủy Nguyên tộc đã xuất động toàn tộc. Đối mặt với Dương Diệp, Thủy Nguyên hình hoàn toàn không dám sơ suất cùng khinh thường. Trận pháp. Thủy Nguyên hình biết rất rõ ràng Dương Diệp không sẽ bỏ qua, bởi vậy khi hắn vừa về tới trong thành đã lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này là một trận pháp mạnh nhất của Thủy Nguyên tộc, tên, Vạn Pháp Quy Nguyên Trận. Vạn Pháp Quy Nguyên Trận bao hàm ba lực lượng thiên địa nhân. Thiên tất nhiên là chỉ lực ngôi sao, địa lại chỉ lực lượng của mặt đất, nhân là chỉ lực lượng chúng sinh của các cường giả. Đương nhiên chúng sinh này chỉ là người của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên tộc còn chưa có năng lực làm cho tất cả mọi người của Vĩnh Hằng Giới đưa lực lượng cho bọn hắn tăng cường trận pháp. Ngay cả như vậy, uy lực của đại trận này đã đặc biệt khủng khiếp rồi. Có thể nói, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng khó trốn thoát khỏi trận này. Trên tường thành, Thủy Nguyên hình thản nhiên nhìn Dương Diệp. Không phải ngươi muốn giết người sao? Tới đi, cho ta xem thử ngươi giết người thế nào. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên. Trong thành, vòng sáng rất lớn này đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một chùm ánh sáng trắng đột rộng chừng gần trăm trượng nhiên xẹt qua phía chân trời, đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Chùm tia sáng xẹt qua phía chân trời, lực lượng mạnh mẽ làm cho cả trời đất đều mờ ảo. Lực lượng huyền giả của cả tộc. Ngoài thành, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, đột nhiên phần áo trên hai cánh tay hắn trực tiếp nổ tung ra, một khí lưu thần bí lập tức tập trung ở trên hai cánh tay hắn. Huyền cổ khí. Hai cánh tay Dương Diệp nổi đầy gân xanh. Đột nhiên,
Dương Diệp nắm Thập Phương Vô Địch trong tay bước một bước về phía trước, sau đó chợt bổ xuống phía dưới. Suy! Một đao khí màu đỏ tươi từ phía trên đỉnh đầu Dương Diệp trực tiếp lao xuống, mà lúc này, chùm sáng rất lớn kia đã tới. Nhưng đao khí màu đỏ tươi này trực tiếp chém vỡ chùm ánh sáng kia, sau đó phá không rời đi. Ầm! Phía xa, tất cả tường thành của Thủy Nguyên Thành ầm ầm đổ nát. Mà vào lúc này, những nham thạch nóng chảy cùng ngọn lửa ở xung quanh Dương Diệp, đột nhiên tất cả nhấn chìm Dương Diệp. Ầm ầm! Hai luồng ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, hai luồng ý cảnh này dĩ nhiên chính là sát ý cùng kiếm ý. Sát ý cùng kiếm ý ở dưới sự thao túng của Dương Diệp chấn động lao về bốn phía xung quanh, cùng lúc đó, hai tay Dương Diệp nắm Thập Phương Vô Địch đảo qua. Ầm! Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên xung quanh Dương Diệp, rất nhiều nham thạch nóng chảy cùng lửa nóng đều bị xé rách nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Thủy Nguyên Hình hoàn toàn khó coi. Thực lực của Dương Diệp này rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Đúng lúc này, Dương Diệp cách đó không xa đột nhiên nắm đao lớn đập mạnh một cái xuống đất. Ầm! Cả mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong mấy vạn dặm xung quanh hắn trực tiếp đổ nát thành một vực sâu cực lớn. Tất cả lực lượng mặt đất đều bị một đao của Dương Diệp chém thành hư vô. Giết! Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Thủy Nguyên Hình. Hắn vừa dứt lời, vòng xoáy ánh sáng trong Thủy Nguyên Thành bắn nhanh từng chùm tia sáng về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, tất cả những ngôi sao che kín ở phía chân trời, trận pháp ngôi sao rất lớn kia đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một bàn tay ngôi sao khổng lồ mờ ảo đột nhiên từ phía chân trời kia hạ xuống. Cả trời đất cũng bắt đầu run rẩy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc, toàn thân hắn lùi về phía sau nghìn trượng, trong không trung, hai tay hắn nắm Thập Phương Vô Địch phóng lên cao, trong đám mây có một đao khí rất lớn dài đến gần nghìn trượng đột nhiên bổ mạnh xuống. Nhất đao cách thế. Đao khí hiện lên màu đỏ tươi, ở xung quanh đao khí là sát ý vô tận. Ngoài ra, ở đỉnh của đao khí còn có vô số oán linh lực. Sau khi hắn tỉnh táo, hắn còn có thể khống chế được tất cả lực lượng. Đao khí xẹt qua trời cao, ở phía chân trời kia lưu lại một vết nứt tối tăm rất dài, vết nứt này càng lúc càng lớn. Mà phía xa, một đao hạ xuống, bàn tay khổng lồ mờ ảo phía chân trời kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn, mà những chùm tia sáng cũng lập tức hóa thành hư vô. Tuy nhiên, đao khí của Dương Diệp cũng theo đó nổ tung ra, hóa thành rất nhiều năng lượng từ phía chân trời rơi xuống. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên lùi về phía sau một bước, ngay sau đó, hai tay hắn nắm Thập Phương Vô Địch trong tay ném mạnh về phía xa. Suy! Đao lớn xẹt qua phía chân trời, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị cắt nhỏ ra như tờ giấy mỏng. Trên không trung của Thủy Nguyên Thành, Thủy Nguyên Hình nheo mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không ra tay, mặc cho thanh đao kia bổ vào trên vòng xoáy ánh sáng bên trong Thủy Nguyên Thành. Âm! Tất cả vòng sáng vòng xoáy trực tiếp nổ tung ra, uy lực còn sót lại mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp làm cho bên trong Thủy Nguyên Thành trở nên hỗn độn, một ít huyền giả ở gần vòng xoáy ánh sáng này còn chết thảm. Phía xa, tay phải của Dương Diệp đột nhiên vẫy một cái. Bên trong Thủy Nguyên Thành, một thanh đao lớn màu đỏ tươi đột nhiên từ trong thành bay ngược đến trong tay Dương Diệp. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, không gian dưới chân lập tức sụp xuống. Toàn thân hắn lại hóa thành một đường ánh sáng máu phóng lên cao, đi tới trước trận pháp ngôi sao rất lớn ở phía chân trời kia. Trong ánh mắt chăm chú của rất nhiều cường giả Thủy Nguyên tộc phía dưới, hai tay Dương Diệp nắm đao chợt bổ mạnh. Ầm! Tất cả phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó trận pháp rất lớn kia ầm ầm đổ nát. Vô số ngôi sao lặng lẽ biến mất, cả bầu trời sao khôi phục lại bình thường. Ầm! Một đường ánh sáng máu từ phía chân trời rơi xuống, rất nhanh. Ở cách Thủy Nguyên Thành không xa đã có một bóng người hạ xuống. Đó chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Đơ Lương Diệp, vẻ mặt của tất cả cường giả Thủy Nguyên Thành đều trở nên rất khó coi. Dương Diệp lúc này rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Không có ai biết. Trong trời đất đã trở lại bình thường. Trên không trung của Thủy Nguyên Thành, Thủy Nguyên Hình nhìn chằm chằm Dương Diệp nhưng không nói gì. Lúc này, hắn có nói gì cũng cơ không có tác dụng gì. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nếu như các vị không ra tay, Thủy Nguyên tộc ta hôm nay chính là tương lai của các vị.
xung quanh không có động tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thủy Nguyên Hình cong khóe miệng cười lạnh và đang muốn nói, mà vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện hai khí tức cường đại. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn về phía hai khí tức này. Dương Diệp lại từ từ nhắm hai mắt lại, thanh thập phương vô địch ở trong tay hắn đã rực đỏ. Rất nhanh, một nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Ở nơi ngực trái của hai người đều thêu có khắc một chữ tiên nho nhỏ. Cường giả của tiên phủ. Hơn nữa, hai người này còn đều là cường giả giới chân cảnh. Hai cường giả giới chân cảnh. Nhìn thấy hai người này, Thủy Nguyên Hình thầm thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nguyên tộc không cần đi tới một bước cuối cùng. Không gian xung quanh đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, năm người đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Thủy Nguyên Thành. Năm người này chính là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên, tộc trưởng của Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Lân, tộc trưởng của Nam Ly tộc Lưu Ly Nguyệt, tộc trưởng của Lạc Ly tộc Lạc Ly Tiên, cùng với tộc trưởng của Việt tộc Việt Thiên Minh. Nhìn thấy năm người này, trong lòng Thủy Nguyên Hình thầm cười lạnh. Trước đó hắn lại đã phát hiện ra năm người này đang âm thầm ở trong bóng tối quan sát, nhưng đối phương không ra. Bây giờ, sau khi nhìn thấy cường giả của tiên phủ tới, đối phương lập tức đi ra. Không cần phải nói, bây giờ bọn họ nhìn thấy người có hy vọng giết chết Dương Diệp, bởi vậy năm người mới ra ngoài. Nếu không, cho dù Thủy Nguyên tộc bị Dương Diệp tàn sát sạch sẽ, năm người này cũng sẽ không ra. Lão già tiên phủ kia liếc nhìn tộc trưởng của sáu tộc ở đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Phía xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, không nói gì. Ở trong lòng bàn tay hắn nắm một khối tinh thạch màu tím. Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Khi hắn cùng Bạch Chỉ Tiên đi ra, đám người đồ tể đã tặng cho bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp không nói lời nào, lão già kia nhíu mày. Dương Diệp, người của tiên phủ ta mà ngươi cũng dám giết, ta rất tò mò, cuối cùng là ai cho ngươi lá gan này? Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, hắn chợt ném đao lớn trong tay về phía lão già kia. Suy! Đao phá trời cao, xé rách tất cả. Thập phương vô địch có tốc độ rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt lão già này. Lão già thoáng biến sắc, hắn không ngờ được Dương Diệp tự nhiên lại đột nhiên ra tay. Tuy nhiên, hắn phản ứng cũng không chậm, bàn tay chuyển thành chảo và chộp về phía trước, trực tiếp nắm thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp. Tuy nhiên, lão già trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lão già thầm khiếp sợ, lực lượng này của Dương Diệp thật sự lớn hơn dự đoán của hắn quá nhiều. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Lão già vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già thầm khiếp sợ, trong phút chốc, một áp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thật ra, nếu như lắng nghe sẽ phát hiện ra là hai tiếng kiếm ngân. Ở trong ánh mắt mọi người, một đường kiếm quang trực tiếp lao xuống. Suy, nghe như có thứ gì đó bị xé rách. Một hơi thở sau, Dương Diệp đã sau lưng lão già kia. Ở trên lưng hắn là thanh thập phương vô địch này, mà ở trong tay phải hắn nắm một thanh kiếm màu đen. Kiếm thu lại. Cơ thể của lão già kia đột nhiên trực tiếp tách ra. Phụt phụt. Máu tươi theo ngũ tạng bắn xuống đầy đất. Ở đó yên tĩnh không một tiếng động. Trong hai tay Dương Diệp xuất hiện hai khối vĩnh hằng tiên tinh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cường giả giới chân cảnh của tiên phủ kia. Ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng, không nên để cho ta nhìn thấy ngươi, được chứ? Một, hai, ba. Khi Dương Diệp nói ra một chữ cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cường giả giới chân cảnh của tiên phủ kia tự nhiên trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tộc trưởng của sáu tộc ở đó rất khó coi. Đường đường là cường giả của tiên phủ, đường đường là cường giả giới chân cảnh lại chạy trốn như vậy. Không đánh mà chạy. Mất mặt sao? Dĩ nhiên là mất mặt, nhưng trong lòng mọi người thật ra biết rất rõ ràng. Đổi lại là bọn họ cũng sẽ trốn, một kiếm. Vừa rồi Dương Diệp dùng một kiếm lại giết chết tên cường giả giới chân cảnh kia trong nháy mắt. Trước đó, đao của Dương Diệp quá cường ngộ thế, quá bá đạo. Cho nên tất cả mọi người theo tiềm thức quên mất Dương Diệp hắn còn là một kiếm tu. Trước đây, kiếm của hắn mới là tồn tại khiến người chi ta kiêng kỵ nhất. Đao của Dương Diệp rất khủng khiếp, nhưng kiếm của hắn càng kinh khủng hơn. Ngu xuẩn. Lúc này,
Thủy Nguyên Hình cách đó không xa đột nhiên nở nụ cười. Đường đường là cường giả giới chân cảnh, tự nhiên ngu xuẩn đến mức độ này. Mọi người nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Thủy Nguyên Hình nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, Dương Diệp, lúc trước huyền khí trong cơ thể ngươi chắc hẳn không còn dư lại bao nhiêu. Loại kiếm kỹ cường đại này tiêu hao rất lớn đối với cơ thể và tinh thần, đối với huyền khí cũng vậy. Nếu không, lấy tính cách của Dương Diệp ngươi căn bản sẽ không thả hắn đi, đúng không? Nghe vậy, tất cả mọi người liền sáng mắt lên. Huyền khí. Vừa rồi Dương Diệp dùng kiếm giết chết một vị giới chân trong nháy mắt, nhưng nếu như hắn có thể tùy ý thi triển ra loại kiếm kỹ cường đại này, hắn còn có thể mặc cho tên cường giả giới chân cảnh kia rời đi sao? Nói một cách đơn giản, nếu như tên cường giả giới chân cảnh vừa rồi không đi, sau đó liên thủ cùng bọn họ thì rất có thể giết chết Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp rõ ràng đã khôi phục lại một ít. Bọn họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết Dương Diệp. Ở đó, ngoại trừ Thủy Nguyên Hình ra, tộc trưởng của năm tộc còn lại liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, tộc trưởng của Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Lân đứng dậy. Dương Diệp, chuyện của An cô nương không liên quan đến năm tộc ta, nếu như lúc này chúng ta rút lui, người có thể xóa bỏ ân oán cùng năm tộc ta không? Nếu không giết được, vậy cũng chỉ có thể cầu hòa. Xóa bỏ. Dương Diệp khẽ nói. Nếu như các người có thực lực giết ta, các người sẽ xóa bỏ ân oán với ta sao? Giống như vừa rồi, sở dĩ các người đi ra không phải vì cảm thấy bản thân cộng thêm hai cường giả giới chân cảnh của tiên phủ là có thể giết chết ta sao? Thế nào, bây giờ lại đi cầu hòa à? Hàn Uyên Lân trầm giọng nói. Dương Diệp, người lui một bước, chúng ta lui một bước, tất cả mọi người bình an không sao cả. Chúng ta cần gì phải làm tới ngươi chết ta sống? Ha ha! Dương Diệp đột nhiên phá lên cười. Lui một bước, được, Dương Diệp ta bằng lòng lui một bước, chỉ có người của năm tộc các ngươi từng truy sát ta đều phải chết, ta sẽ bỏ qua cho năm tộc, đúng rồi, kẻ đầu tiên phải chết chính là tộc trưởng của năm tộc các ngươi. Thế nào, các ngươi chấp nhận hy sinh vì tộc của mình chứ? Dương Diệp! Hàn Uyên Lân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi quả thật muốn cá chết lưới rách, không chết không. Đúng lúc này, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái vào không trung, thoáng cái, hắn đi thẳng tới trước mặt Hàn Uyên Lân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn Uyên Lân biến sắc, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh mạnh về phía trước mặt. Mà lúc này, hai tay Dương Diệp nắm đao lớn bổ mạnh xuống. Một bổ này dường như muốn chém thủng cả trời. Ầm. Trong mắt của mọi người, vào giây phút đao của Dương Diệp hạ xuống, Hàn Uyên Lân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong không trung, Hàn Uyên Lân vỡ nát từng tấc và trực tiếp hóa thành một đống xương máu. Không ai ra tay trợ giúp. Nếu như vừa rồi 6 người cùng hợp lực ra tay, vẫn có thể ngăn cản được một đao của Dương Diệp. Nhưng không ai đứng ra. Không chỉ không đứng ra, trong chớp mắt khi Hàn Uyên Lân bị một đao của Dương Diệp chém nát, ngoại trừ Thủy Nguyên Hình, tộc trưởng của 4 tộc còn lại đều xoay người biến mất ở phía chân trời. Trốn. Thật ra, chỉ cần có 3-4 phần cơ hội, bọn họ đều sẽ ra tay trợ giúp. Dù sao, bọn họ cũng hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh này. Nhưng theo bọn họ thấy, trực tiếp đối mặt với hiện tại Dương Diệp, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Hắn có thể giết chết giới chân cảnh trong nháy mắt, nữa là đạo chân cảnh. Trốn. Tộc trưởng của 4 tộc lựa chọn trốn. Về phần Thủy Nguyên Hình, hắn căn bản không có cách nào trốn. Dương Diệp vác đao lớn ở trên vai. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Trước đây không phải ngươi muốn nhìn ta giết người sao? Bây giờ, ngươi hãy nhìn cho thật kỹ vào. Hắn vừa dứt lời, tay phải cầm thập phương vô địch chợt chém về phía Thủy Nguyên Thành phía xa. Suy! Một đao khí màu đỏ tươi xẹt qua trời cao, trực tiếp tiến vào trong Thủy Nguyên Thành. Ầm! Trong nháy mắt, tất cả Thủy Nguyên Thành trực tiếp bị chia ra làm hai, cùng lúc đó. Rất nhiều huyền giả bên trong Thủy Nguyên Thành từng phát động trận pháp trước đó đều trực tiếp bị một đao này chém thành mảnh vụn. Trong giây lát, bên trong Thủy Nguyên Thành vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai và thảm thiết. Cùng lúc đó, rất nhiều máu tươi cùng oán khí, hồn phách không ngừng từ trong thành phóng lên cao, sau đó tập trung đến trong thập phương vô địch trong tay Dương Diệp. Ma đao! Cách đó không xa, Thủy Nguyên Hình lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, đạo của ngươi là đao giết chóc. Cầm đao này vào thì sẽ mất hết nhân tính, sau này ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Lúc này, Dương Diệp lại bổ xuống. Suy,
Một đường ánh sáng máu trực tiếp tiến vào trong Thủy Nguyên Thành, lập tức lại có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lúc này, thập phương vô địch trong tay Dương Diệp càng đỏ hơn. Ma đao. Dương Diệp bật cười. Ta dùng nó để giết người thì nó chính là ma đao, ta dùng nó cứu người thì nó chính là đao tuyệt thế nhân nghĩa. Dứt lời, Dương Diệp lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ trong Thủy Nguyên Thành tràn ra. Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, bên trong Thủy Nguyên Thành, trước một gian đại điện có một bức tượng. Lúc này, bức tượng đột nhiên bắt đầu chấn động, dần dần, một bóng người mờ ảo từ trong bức tượng bay ra. Lão Tổ, nhìn thấy ảo ảnh này, vô số người bên trong Thủy Nguyên Thành lập tức bái lạy. Ảo ảnh này chính là Thủy Nguyên Đế đã từng dẫn theo Thủy Nguyên tộc từ Đại Thiên Vũ Trụ đánh tới Vĩnh Hằng Giới. Đương nhiên, đây hiển nhiên không phải là bản thể, nhìn vẻ ngoài Thủy Nguyên Đế cũng không già, dáng vẻ trung niên, mặc một bộ áo bào màu đen và chắp hai tay sau lưng, trên gương mặt lộ ra sự uy nghiêm. Khi hắn xuất hiện, cả trời đất đột nhiên bắt đầu chấn động giống như không chịu nổi ảo ảnh này của hắn vậy. Mà trong thành, rất nhiều người của ác Thủy Nguyên tộc lại bắt đầu điên cuồng hoan hô. Thủy Nguyên Đế xuất hiện, không thể nghi ngờ đã cho bọn họ hy vọng. Trên không trung của Thủy Nguyên Thành, trong lòng Thủy Nguyên Hình cũng thả lỏng. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, sợ Thủy Nguyên Đế sẽ không xuất hiện. Bởi vì trừ khi bản thân Thủy Nguyên Đế xuất hiện, nếu không, bọn họ căn bản không thể liên hệ với Thủy Nguyên Đế. Không phải là không thể liên hệ, mà căn bản không biết liên hệ thế nào. Vị lão tổ này đã từng tự nhiên biến mất, cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà bây giờ, khi Thủy Nguyên tộc rơi vào tình trạng nguy nan, Thủy Nguyên Đế xuất hiện lần nữa ở Thủy Nguyên Thành với cách thức này. Bên trong Thủy Nguyên Thành, Thủy Nguyên Đế nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn Dương Diệp trong không trung, khẽ gật đầu. Cơ thể đạo chân cảnh, đồng thời tu luyện cả đao và kiếm, tuy là tổ cảnh nhưng có khả năng chém giới chân. Không thể không nói, thật sự là nhân tài xuất chúng. Phía chân trời, Dương Diệp nhìn về phía Thủy Nguyên Đế. Bản thể của ngươi không xuất hiện, ta có thể sẽ giết tất cả người của Thủy Nguyên tộc ngươi. Thủy Nguyên Đế mỉm cười. Không có bất kỳ bộ tộc có thể trường thịnh mà không suy, trước đây ta chạy đi thì đã đoán được sau này Thủy Nguyên tộc sẽ có khả năng gặp phải chuyện này. Tuy nhiên, ta vẫn muốn biết đầu đuôi chuyện này. Hắn nói xong liền nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Nói đi. Thủy Nguyên Hình do dự một lúc, sau đó nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Ba món thần vật. Thủy Nguyên Đế khẽ nói. Búa khai thiên do ta tự tay phong ấn năm đó cũng đã xuất hiện rồi sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Cách làm của ngươi cũng không sai, thần vật trong trời đất, nếu có cơ hội thì dĩ nhiên là phải tranh. Nhưng lấy một nữ tử để làm áp chế, thật sự quá kém cỏi. Ngươi dù gì cũng là một vị giới chân, tu luyện tới cảnh giới này, lẽ nào không có nổi một chút cao ngạo nào sao? Thủy Nguyên Hình hơi cúi đầu. Tổ tiên dạy phải, tuy nhiên Thủy Nguyên tộc ta vẫn chưa giết nữ tử kia. Sao? Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lấy Thủy Nguyên Hình, Thủy Nguyên Hình quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp nhìn thẳng vào Thủy Nguyên Hình. Nàng chưa chết sao? Thủy Nguyên Hình nhìn Dương Diệp, nói. Trước đây, trên đường trưởng lão của Thủy Nguyên tộc ta dẫn theo nàng quay về Thủy Nguyên tộc đã gặp phải một nam tử trung niên kia cứu nàng đi rồi. Được cứu đi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Vậy tại sao Thủy Nguyên tộc ngươi gạt ta nói nàng đã bị giết? Thủy Nguyên Hình khẽ nói. Chúng ta chỉ tùy ý nói thôi, chỉ là không ngờ được Dương Diệp ngươi tự nhiên coi trọng một nữ nhân như thế, đúng là buồn cười. Thật ra, hắn thật sự không ngờ được Dương Diệp lại coi trọng nữ tử kia như vậy. Sau đó, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ nói cho Dương Diệp biết An Nam Tĩnh chưa chết. Vì sao? Bởi vì lúc đó hắn chỉ muốn diệt trừ Dương Diệp, vào lúc đó, sáu tộc cường giả đồng thời truy sát Dương Diệp, hắn sao có thể nghĩ tới chuyện sẽ đi giải thích với Dương Diệp về chuyện của An Nam Tĩnh chứ? Hơn nữa, khi đó, Dương Diệp đã bị điên, bởi vậy, dù hắn nói những điều này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn cũng không ngờ được mình chỉ tùy ý nói như vậy lại làm cho Thủy Nguyên tộc của hắn đi tới tình trạng như bây giờ. Có biết người trung niên kia là ai không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thủy Nguyên Hình khẽ nói. Không biết. Suy. Đúng lúc này, một ánh đao sáng như tuyết đột nhiên xẹt qua phía chân trời, bắn nhanh về phía bên dưới Thủy Nguyên Thành. Bên dưới,
Thủy Nguyên Đế nheo mắt lại, giơ tay lên điểm một diểm. Ầm. Ánh đao kia của Dương Diệp đỏ như máu trực tiếp nổ tung, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thủy Nguyên Đế, ngay sau đó, một thanh kiếm màu đen trực tiếp chém xuống. Kiếm vực. Cũng không phải là một kiếm, mà là hai kiếm trùng điệp. Hai kiếm hạ xuống. Ầm. Ở trong ánh mắt của vô số người, Thủy Nguyên Đế trực tiếp bị chấn động đến bên ngoài Thủy Nguyên Thành, cùng lúc đó, cả người hắn mở đi, dường như sắp biến mất vậy. Mà lúc này, Dương Diệp nắm đại đao trong tay đảo qua. Suy, ánh đao xẹt qua, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên ở trong không trung. Dương Diệp, phía chân trời, Thủy Nguyên Hình giận dữ gầm thét lên. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa dừng lại, trong tay cầm theo đao lớn bổ mạnh về phía bên phải. Ầm. Không gian bên trong mấy trăm trượng ở bên phải Dương Diệp trực tiếp nổ tung, rất nhiều huyền giả Thủy Nguyên tộc trực tiếp nổ tung. Dương Diệp lau máu trên mặt, sau đó nói. Không sao, người từ từ suy nghĩ, ta chậm rãi giết. Vừa dứt lời, Dương Diệp cầm theo đao lớn chạy nhanh về phía xa. Bên trong Thủy Nguyên thành, đao lớn Dương Diệp chém qua nơi nào, thây phơi nơi đó. Rất nhiều máu tươi không ngừng tập trung về phía đao lớn trong tay Dương Diệp. Lúc này Thanh Thập Phương Vô Địch phát ra mùi máu tanh, quả thực không có cách nào để hình dung. Không chỉ có vậy, theo máu tươi không ngừng tập trung lại, uy lực của thanh đao này đang càng mạnh hơn. Hắn đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong giọng nói kèm theo một chút run rẩy. Bên trong Thủy Nguyên Thành. Am! Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, đao trong tay hắn đặt trên mặt đất, cả mặt đất lập tức nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình, nói tiếp. Thủy Nguyên Hình nhìn chằm chằm Dương Diệp. Người kia dường như có quen biết An Nam Tĩnh, cũng vì vậy, khi đối phương nhìn thấy làng liền ra tay. Thủy Nguyên tộc ta cũng điều tra qua, đối phương từng xuất hiện ở Đại Thiên Vũ Trụ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Xê ta đại khái biết là người nào rồi. Có thể bỏ qua chuyện này không? Đúng lúc này, Thủy Nguyên Đế đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nhích về phía Thủy Nguyên Đế. Bỏ qua, ngươi thấy thế nào? Thủy Nguyên Đế đi tới cách Dương Diệp không xa. Đây chỉ là một tia ý thức của ta không làm gì được ngươi. Tuy nhiên ta cảm thấy chuyện giữa nam nhân, họa kém hơn người nhà, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Là ta ra tay, hay là ngươi tự mình ra tay? Cách đó không xa, Thủy Nguyên Đế nheo mắt lại. Hai tay chậm rãi nắm chặt lại, mà vào lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp, không cần ngươi ra tay, lần này là Thủy Nguyên tộc ta gây ra, là Thủy Nguyên Hình ta gây ra. Thủy Nguyên tộc ta chịu thua, Thủy Nguyên Hình ta chịu thua. Tuy nhiên trước khi chết, ta vẫn muốn lĩnh giáo một chút biện pháp hay của Dương Diệp ngươi, để cho ta xem thử, thiên tài đứng đầu đến từ Đại Thiên Vũ Trụ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Vừa dứt lời. Thủy Nguyên Hình trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt linh hồn. Theo linh hồn thiêu đốt, khí tức toàn thân của Thủy Nguyên Hình càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, khí tức hắn đã không kém gì cường giả giới chân cảnh. Trong phút chốc, Thủy Nguyên Hình phá lên cười ha ha, trong tiếng cười to, hắn trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xông về phía Dương Diệp. Ngọn lửa đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Mà cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đen, thanh kiếm do Oán Linh tập trung thành. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, khi Thủy Nguyên Hình đi tới cách hắn một trượng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó hai tay nắm kiếm chợt chém về phía dưới. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống, ngọn lửa này cứng rắn dừng ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, ngọn lửa này dần dần mờ đi, trong chớp mắt yên lặng, cả ngọn lửa trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những huyền giả còn sống sót bên trong Thủy Nguyên Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thủy Nguyên Đế đột nhiên nói. Dương Diệp, ngày khác gặp phải, ta cam đoan với ngươi, Thủy Nguyên Đế ta chỉ nhằm vào một mình ngươi, không sẽ nhằm vào người bên cạnh ngươi, đây coi như là báo đáp ngươi đã nương tay hôm nay. Dương Diệp không trả lời, người đã biến mất ở phía xa. Sau ngày hôm nay, Thủy Nguyên tộc tổn thương nặng nề, chậm rãi biến mất ở trong vũ đài lịch sử. Cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc, ngoại trừ Linh Hư đã đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, cơ bản đều bị Dương Diệp giết sạch. Sợ rằng mấy nghìn năm sau,
Thủy Nguyên tộc căn bản cũng không có khả năng trở lại trạng thái đỉnh phong. Bên ngoài Thủy Nguyên thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trong ngực hắn là hai khối vĩnh hằng tiên tinh. Không hề nghi ngờ, một đòn mạnh nhất của hắn bây giờ là kiếm vực. Bây giờ hắn có thể trong nháy mắt thi triển ra hai lần kiếm vực, cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng không đỡ nổi một kiếm này. Nhưng một kiếm này cũng tiêu hao lớn. Nhưng thật may, cơ thể hắn bây giờ đã đạt được giới chân cảnh, hoàn toàn có thể chịu được uy lực của kiếm. Chính là phương diện huyền khí có chút không dễ làm. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nghĩ đến Hồng Mông Tháp. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một kiếm quang tuyết trắng, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng cái, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây chính là Tiểu Bạch. Khi thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc khóc òa, sau đó nàng trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp, hai móng ôm chặt lấy cổ của Dương Diệp, không bao lâu, Dương Diệp đã bị Tiểu Bạch khóc tới mức bị linh khí nhấn chìm. Tiểu Bạch, thân thể Dương Diệp cứng đờ, sau đó hai tay hắn chậm rãi ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đây là Tiểu Bạch của Dương Diệp hắn. Rất nhanh, Kiếm Kinh cùng Vương Nhị Nha còn có Tiểu Yêu Thái Cổ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt Kiếm Kinh rơi vào trên người của Dương Diệp và không ngừng quan sát. Vương Nhị Nha cùng Tiểu Yêu Thái Cổ lại không ngừng quan sát Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp. Tò mò. Trong mắt Vương Nhị Nha tràn ngập tò mò. Qua rất lâu sau đó, Tiểu Bạch cuối cùng cũng bình thường lại, nàng lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó vung móng nhỏ lên. Một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hồng Mông Tháp. Từ sau khi Dương Diệp rời đi, Hồng Mông Tháp vẫn được Tiểu Bạch cất giữ. Bởi vì đây là Dương Diệp, nên nàng không cho ai cầm. Bây giờ, căn bản không người nào dám chọc tới Tiểu Bạch, đặc biệt là sau khi Dương Diệp biến mất, cũng chỉ có Tử Nhi cùng Tiểu Thiên còn muốn Tô Thanh thì có thể làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, trong khoảng thời gian Dương Diệp không có bên cạnh, tính tình Tiểu Bạch đặc biệt nóng nảy. Động một chút là muốn cầm búa chém người. Nhìn Hồng Mông Tháp trước mắt, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự phức tạp, hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh. Các nàng đâu? Ở vùng đất Kiếm Khư. Kiếm Kinh khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ đi về sao? Trở lại. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta còn có rất nhiều món nợ cần phải thanh toán. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Ngươi không định bỏ qua sao? Bỏ qua. Dương Diệp khẽ nở nụ cười có hơi lạnh. Kiếm Kinh à Kiếm Kinh, ngươi cũng biết, nếu như Dương Diệp ta bị giết, kết quả của Tiểu Bạch còn có Thanh thì các nàng sẽ như thế nào? Nếu như An Nam Tĩnh không phải được người cứu, kết quả của nàng lại thế nào? Không nói những chuyện đó. Trước đây tộc trưởng của sáu tộc cùng cường giả của sáu tộc điên cuồng đuổi giết Dương Diệp ta, lẽ nào chuyện này lại bỏ qua như vậy sao? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay vừa rồi, cường giả của tiên phủ đứng ra, lúc này tộc trưởng của năm tộc từ trong bóng tối mới bước ra ngoài sáng, bởi vì bọn họ cảm thấy cộng thêm hai cường giả giới chân cảnh có thể chắc chắn giết được ta. Bây giờ bọn họ chạy trốn là bởi vì bọn họ không có năng lực giết ta. Ngươi có tin không? Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ hoàn toàn không nương tay với Dương Diệp ta. Kiếm Kinh im lặng, bình tĩnh mà xem xét, nếu như năm tộc có cơ hội giết Dương Diệp, năm tộc tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà nếu như bây giờ Dương Diệp không ra tay, thả cho sáu tộc một đường sống, sáu tộc hội mang ơn sao? Sẽ không. Sau này chỉ cần có cơ hội tuyệt đối có thể giết chết Dương Diệp, năm tộc sẽ không bỏ qua. Dương Diệp đưa Hồng Mông Tháp vào trong cơ thể. Trong phút chốc, Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn lập tức trở nên dồi dào. Vào giờ phút này, hắn cũng không cần lo lắng về Hồng Mông tử khí nữa. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch trong lòng, sau đó cười nói. Đi, chúng ta đi đòi lại công đạo đi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Mà ở bên cạnh hắn là Vương Nhị Nha cùng con Tiểu Yêu Thái Cổ kia, còn có Kiếm Kinh. Bên cạnh Dương Diệp, Vương Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch và muốn thò tay ra sờ Tiểu Bạch lại cho một chảo, xấu. Vương Nhị Nha không giận ngược lại còn thích, cười hì hì. Tiểu tử thật đáng yêu, ta là Nhị Nha, ngươi tên gì? Nàng tên là Tiểu Bạch. Dương Diệp trả lời thay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị Dương Diệp nói chính xác. Lúc này, con Tiểu Yêu Thái Cổ kia đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Bạch,
sau đó nó chỉ vào mình. Nghiêu, nghiêu, tiểu nghiêu. Vương Nhị Nha đột nhiên gõ một cái vào đầu tiểu yêu thái cổ. Sau này nó tên là tiểu nghiêu. Tiểu yêu thái cổ. Cứ như vậy, con tiểu yêu thái cổ này được gọi là tiểu nghiêu. Kiếm Kinh liếc nhìn Vương Nhị Nha cùng tiểu nghiêu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Có thể nhìn ra lai lịch của Nhị Nha cùng tiểu nghiêu không? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói. Tiểu nghiêu, chắc là đời sau của Hám Thiên Đại Nghiêu thời đại cổ xưa. Về phần Nhị Nha, nàng không phải là loài người. Vậy nàng là gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ lắc đầu. Ta không nhìn ra, cũng không cảm giác được. Dương Diệp im lặng. Ngươi sợ bọn họ gây bất lợi cho Tiểu Bạch. Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp không trả lời. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Bạch. Nói không dễ nghe nói, cho dù ngươi chết, Tiểu Bạch cũng sẽ không có chuyện gì. Dương Diệp liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch cách đó không xa. Lúc này, Tiểu Bạch đang không ngừng quan sát Tiểu Nghiêu, thỉnh thoảng bay đến trên đầu Tiểu Nghiêu, sau đó dùng móng nhỏ đập đập vào sừng trâu của Tiểu Nghiêu, nhưng Tiểu Nghiêu lại hoàn toàn không có phản kháng gì. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía xa, nơi đó là dãy núi mịt mờ, ở trong dãy núi có một thành cổ được dãy núi vây quanh. Bắc Xuyên tộc. Chỗ này chính là chủ thành của Bắc Xuyên tộc. Đám người Dương Diệp còn chưa tới gần tòa thành kia, một màn ánh sáng cực lớn liền đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, màn ánh sáng này trực tiếp bao trùm lấy cả thành cổ. Dương Diệp mang theo Kiếm Kinh cùng đám người Tiểu Bạch hạ xuống trước cửa tòa cổ thành này, nhìn màn ánh sáng kia, Dương Diệp giơ tay lên liền chém một đao. Suy, một đao khí đỏ như máu cắt qua không trung, lập tức bổ vào trên màn ánh sáng này. Tất cả màn ánh sáng ầm ầm nổ tung ra. Lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành này. Người nam tử này chính là tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên. Bên trong thành, vô số người của Bắc Xuyên tộc hoảng sợ nhìn về phía bên ngoài thành. Bọn họ đã biết chuyện ở Thủy Nguyên thành, mà bây giờ, Dương Diệp đi tới Bắc Xuyên tộc. Ngoài thành, Dương Diệp cầm theo đao lớn chậm rãi đi về phía thành cổ, mũi đao kéo trên mặt đất tạo ra một đường tia lửa văng ra khắp nơi. Trên tường thành, tộc trưởng của Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Thiên liếc nhìn tộc nhân trong thành Bắc Xuyên tộc, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Dưới thành tường, Dương Diệp liếc nhìn Bắc Xuyên Thiên, sau đó nâng đao lớn lên, xoay người dẫn theo đám người Tiểu Bạch đi về phía chân trời. Trên tường thành, cơ thể Bắc Xuyên Thiên dần dần trở nên mờ ảo, càng lúc càng trong suốt. Tộc trưởng, trong Bắc Xuyên thành, vô số người lập tức đồng thời kêu rên. Bên trong Thủy Nguyên thành, đao lớn Dương Diệp chém qua nơi nào, thây phơi nơi đó. Rất nhiều máu tươi không ngừng tập trung về phía đao lớn trong tay Dương Diệp. Lúc này thanh thập phương vô địch phát ra mùi máu tanh, quả thực không có cách nào để hình dung. Không chỉ có vậy, theo máu tươi không ngừng tập trung lại, uy lực của thanh đao này đang càng mạnh hơn. Hắn đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hình đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong giọng nói kèm theo một chút run rẩy. Bên trong Thủy Nguyên Thành. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, đao trong tay hắn đặt trên mặt đất, cả mặt đất lập tức nứt ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Hình. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm rời đi. Lúc này Tiểu Bạch đã khôi phục lại tâm tình trước kia, nàng ôm kiếm hồ ở cách Dương Diệp không xa, nhỏ chảo không ngừng vung vẩy. Một đường kiếm quang không ngừng chớp hiện ở phía chân trời kia. Luyện kiếm. Luyện rồi lại luyện, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong. Dương Diệp cười nói. Ngươi rất lợi hại. Tiểu Bạch nghe vậy thì lập tức tuét miệng cười rất rạng rỡ, giống như bông hoa nở rộ. Tiếp theo, nàng quay đầu lại và bắt đầu luyện kiếm. Thật là đáng yêu. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh đột nhiên khẽ nói. Nhóc con trước mắt này hoàn toàn khác với linh tổ trong ấn tượng của nàng. Ở trong ấn tượng của nàng, linh tổ là tồn tại cao cả, bao quát tất cả mọi thứ trên thế gian. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trong thế gian có rất ít thứ có thể làm cho một vị linh tổ để ý. Đối với linh tổ mà nói, các nàng cũng chỉ bước vào vị diện tầng cao hơn mà thôi. Mà bây giờ, linh tổ trước mắt này hoàn toàn chính là nhóc con dễ thương.
Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Ngươi gặp phải chuyện gì ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh vậy? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Đây là điểm khiến Kiếm Kinh tò mò nhất. Dương Diệp rốt cuộc từng trải qua những gì ở bên trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh mới khiến cho hắn ra ngoài, thực lực tăng trưởng đến mức độ này. Mặc dù chỉ là nâng cao cơ thể, nhưng Kiếm Kinh phát hiện ngoại trừ cảnh giới ra, các phương diện của Dương Diệp cũng phải được nâng cao rất lớn. Mức độ nâng cao này là đặc biệt khủng khiếp. Có thể nói, bây giờ cho dù là cường giả giới chân cảnh cũng khó có thể chống lại Dương Diệp. Kiếm Kinh, người đến từ bên kia sông Vĩnh Hằng, đúng không? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh im lặng. Không thể nói sao? Dương Diệp khẽ nói. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Ta quả thật đến từ bên kia sông Vĩnh Hằng, người muốn biết gì? Bên kia rất đáng sợ sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói. Đối với cường giả chân chính thì không đáng sợ, đối với người yếu thì ngược lại chỗ nào chẳng là cách sống cá lớn nuốt cá bé chứ. Vì sao bọn họ không cho người qua bên này? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Kinh khẽ cười nói. Từ trước tới nay bọn họ không cho người qua bên này là vì người bên này yếu. Thật à? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh nói. Điều này lại giống như hai vòng tròn. Người nghèo sao có thể dễ dàng tiến được vào vòng tròn của người giàu có chứ? Ta phải nói thật, ở thời điểm đại thiên vũ trụ của các ngươi chưa xuất hiện, Vĩnh Hằng vũ trụ đã xuất hiện rồi. Có thể nói, Vĩnh Hằng vũ trụ là vũ trụ đầu tiên mà ta được biết, là vũ trụ xuất hiện sớm nhất, ở trong đó có văn minh võ đạo tân tiến nhất trong cả vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nên biết thời đại cổ xưa của Vĩnh Hằng giới. Có thể nói là cho dù ở thời kỳ đỉnh phong của thời đại cổ xưa cũng không có cách nào sánh vai cùng bên kia. Bên kia không phải từ chối huyền giả bên này, mà là huyền giả bên này căn bản không có cách nào phá tan được tầng vách ngăn giữa các vũ trụ để bước vào thế giới của bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Lấy thực lực của ta thì có thể phá tan tầng vách ngăn kia không? Kiếm Kinh do dự một lúc. Sau đó lắc đầu. Hai mắt Dương Diệp hơi híp. Người từng từ bên kia đi qua đó không? Không ít lần. Kiếm Kinh khẽ nói. Thời đại cổ xưa có rất nhiều người có thể qua đó, đặc biệt là những cự yêu đại đế cùng hoang thần, cho dù là Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia cũng đặc biệt kiêng kỵ tồn tại này. Nhưng đáng tiếc, thời đại cổ xưa cũng là một thời đại hỗn loạn, đặc biệt hỗn loạn, giữa các tộc cùng các đại cường giả thường phát sinh xung đột. Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia cũng vui mừng nhìn thấy bọn họ như vậy nên không nhúng tay vào. Dần dần, thời đại cổ xưa xuống dốc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi thì sao, ngươi lại là tồn tại gì? Kiếm Kinh im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.